Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1081 Tư lệnh Ôn, sao ông lại tới đây? Còn Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi lại, lẽ nào ông không hỏi vì sao tôi ra tay sao? Lý Hưng Nghiệp nghe xong thì nhíu mày, sắc mặt u ám, không có tại sao gì hết. Cậu đánh người ta bị thương là phạm pháp, bắt cậu là giải quyết theo trình tự. Giải đi. Vừa dứt lời, mấy cảnh sát tuần tra lập tức cầm lấy còng tay đi tới chỗ Tiêu Chính Văn. Sắc mặt Tiêu Chính Văn trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lùng hơn, xem ra mấy người là rắn chuột một ổ. Nói xong, Tiêu Chính Văn động tay, hai tên cảnh sát tuần tra bắn ngược ra xa, rồi ngã xuống đất nằm ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Thấy vậy, Lý Hưng Nghiệp kinh hãi, rút súng từ bên hông ra, nhắm thẳng vào Tiêu Chính Văn giận dữ nói, cậu to gan. Dám ngang nhiên chống lại người thi hành công vụ, có tin bây giờ tôi nổ súng bắn chết cậu không? Mười mấy tên cảnh sát tuần tra phía sau Lý Hưng Nghiệp cũng nhanh chóng rút súng ra, chĩa vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn sa sầm mặt mày, lạnh lùng mở miệng, các ông có giỏi thì bắn thử đi. Nghe xong vẻ mặt của Lý Hưng Nghiệp trở nên hết sức khó coi, bóp cò rồi hét lên, không biết sống chết. Pằng pằng pằng. Trong phút chốc, ở đây bỗng vang lên tiếng súng rồn rập. Thế nhưng một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Những phát đạn ấy khi chỉ còn cách Tiêu Chính Văn nửa mét thì toàn bộ đều bị dừng lại treo lơ lửng trên không trung, giống như bị một luồng khí vô hình nào đó ngăn lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Lý Hưng Nghiệp trợn tròn mắt, lạnh run cả người, không ngừng lùi lại phía sau. Trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng lạnh lùng, vung tay lên những viên đạn này đều bay ngược lại, trong nháy mắt xuyên qua cánh tay và bắp đùi của mấy tên cảnh sát tuần tra kia. Bỗng chốc, tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Tiêu Chính Văn từng bước đi tới, bóp lấy cổ của Lý Hưng Nghiệp, xách ông ta lên, lạnh lùng nói, không hỏi nguyên nhân, tùy tiện bắt người, ông coi thường bộ cảnh phục trên người sao? Coi thường lời tuyên thệ mình từng đọc sao? Mặt Lý Hưng Nghiệp đỏ bừng, cảm thấy hít thở rất khó khăn, cố gắng nặn ra một câu, cậu dám ra tay với tôi, chính là ngang nhiên coi thường luật pháp của Hoa Quốc. Hừ, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, hất tay ném Lý Hưng Nghiệp xuống, dầm, ông ta cả người đụng bẹp chiếc xe tuần tra, ngã nhào xuống rồi đau đớn lăn lộn dưới mặt đất. Mà lúc này, một chiếc xe con màu đen phi tới. Trên xe, một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước xuống, khí chất không giận mà uy, trên người mặc áo đại cán. Người tới chính là Vương Khôn, phó chủ tịch thành phố Giang Trung. Lúc ông ta nhìn thấy Tiêu Chính Văn ném Lý Hưng Nghiệp thì trở nên phẫn nộ, hét lên to gan lớn mật. Dám đánh cả người của phân cục. Tiêu Chính Văn quay đầu, liếc nhìn Vương Khôn đang bước lại gần, lạnh lùng mở miệng nói, ông chính là chú của Vương Trấn sao? Đúng vậy. Vương Khôn lặng lẽ quan sát Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được thôi, đã đến rồi. Ra đi. Lời nói vừa dứt, từ bốn phía xung quanh có mấy chiếc xe quân đội màu xanh đột nhiên phi tới. Binh lính từng đội được trang bị vũ trang đầy đủ, lúc này còn cầm súng, nhanh chóng bao vây hiện trường. Vương Khôn và Lý Hưng Nghiệp đang nằm trên đất đều trợn tròn mắt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, Ôn Bất Lâm cũng nhanh chân nhảy từ một chiếc xe jeep quân dụng xuống, cung kính bước tới bên Tiêu Chính Văn nói, chủ soái Tiêu, theo lời dặn dò của cậu, đã tập trung đủ đội hình. Tiêu Chính Văn gật đầu, lạnh lùng nhìn Vương Khôn, người đã sớm trợn mắt há miệng kinh ngạc, nói, phó chủ tịch thành phố Vương, bây giờ, ông còn gì để nói không? Vương Khôn choáng váng, người đứng cạnh Tiêu Chính Văn chính là tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Giang Trung, Ôn Bất Lâm. Tư lệnh Ôn, sao ông lại tới đây? Vương Khôn run rẩy hỏi. Lúc này, ông ta lại sốc thêm lần nữa, cũng đã nhận ra có gì đó không đúng lắm. Chương 1082, Phó soái Liễu Thanh. Ôn Bất Lâm chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, nhìn Vương Khôn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, phó chủ tịch thành phố Vương, ông oai quá nhỉ. Vương Khôn giật nảy mình, ông ta vội lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, tư lệnh Ôn, để ông phải chê cười rồi. Cục trưởng Lý và tôi đang truy bắt tội phạm, nhưng tên điên này quá to gan dám ra tay với đội tuần tra. Hắn thậm chí còn đánh cục trưởng Lý bị thương. Tư lệnh Ôn, vừa khéo ông đến rồi, hãy cho tôi mượn người của ông, bắt tên điên hống hách này lại.
Lúc này Vương Khôn cũng không có tâm tư suy đoán xem Ôn Bất Lâm tại sao lại tới đây. Đối với ông ta, bắt lấy tên điên hống hách Tiêu Chính Văn này mới là việc quan trọng hàng đầu. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn đã đánh cháu trai của ông ta, thậm chí còn làm nhân viên tuần tra bị thương. Tuy nhiên, Ôn Bất Lâm lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Phó Chủ tịch thành phố Vương, e rằng không được như những gì ông muốn rồi. Các người, mau bắt Vương Khôn lại cho tôi. Mệnh lệnh vừa dứt, mấy binh lính có trang bị súng liền lao tới, tóm lấy Vương Khôn một cách dễ dàng rồi ấn ông ta xuống đất. Lúc đó, Vương Khôn cảm thấy mờ mịt, hét lên một cách cuồng loạn, Tư lệnh Ôn, ông đang làm gì vậy? Ông bắt tôi làm gì? Tôi là Phó Chủ tịch thành phố Giang Trung, ông dựa vào đâu mà bắt tôi? Ông không có quyền bắt tôi. Ông làm như vậy là đang vượt cấp đấy. Vương Khôn tức điên người. Ông ta đường đường là phó chủ tịch thành phố, mà lại bị người của sở chỉ huy quân đội bắt giữ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ông ta còn lãnh đạo Giang Trung thế nào được nữa? Xưa nay, quân đội địa phương và chính quyền địa phương vốn thuộc hai hệ thống khác nhau. Nếu người của quân đội bắt người của chính quyền địa phương một cách bừa bãi thì sẽ loạn mất. Nhưng Ôn Bất Lâm lại cười khẩy, nói, Vương Khôn, tại sao chúng tôi lại bắt ông, trong lòng ông không biết ư? Dứt lời, một binh lính ném một xấp tài liệu dày cộp trước mặt Vương Khôn. Ôn Bất Lâm tùy tiện cầm lấy một phần trong số đó, lật sơ qua, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nói âm thầm nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền cho mục đích cá nhân, thậm chí còn chia bè kéo phái, đây đều là những chứng cứ phạm tội liên quan đến ông mà chúng tôi thu thập được. Ông cảm thấy ở Hoa Quốc hiện nay, Vương Khôn ông có bao nhiêu cái đầu có thể rơi được. Ôn Bất Lâm vừa nói vừa ném tập tài liệu vào mặt Vương Khôn. Lúc đó, Vương Khôn sợ tới mức cả người run lên, ông ta tùy tiện lật ra một tập tài liệu, hít sâu vài hơi, lập tức chối cãi, nói bậy. Những thứ này đều là giả, có người hãm hại tôi. Vương Khôn tôi không thẹn với lòng, tôi không hề làm gì cả. Tư lệnh Ôn, rốt cuộc những thứ này ở đâu ra hả? Ôn Bất Lâm cười khẩy. Nói, ông nói tất cả những thứ này đều do có người hãm hại ông ư. Tốt lắm, đợi sau khi bắt ông về thẩm vấn là sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, Ôn Bất Lâm xoay người đi về phía Tiêu Chính Văn, nói chủ soái Tiêu, cậu thấy xử lý như vậy có được không? Nhìn thấy cảnh này, Vương Khôn trợn to hai mắt. Chủ soái Tiêu ư? Cái gì mà chủ soái Tiêu? Đợi một chút. Chủ soái Tiêu ư? Lẽ nào hắn chính là chủ soái của Bắc Lương của Hoa Quốc? Cậu là vua Bắc Lương sao? Lúc này, tim Vương Khôn đột nhiên giật thót, mồ hôi lạnh trên trán ông ta toát ra như thác đổ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Vương Khôn đang nằm trên mặt đất, rồi nói với Ôn Bất Lâm, chuyện còn lại ông hãy tự mình xử lý đi. Ôn Bất Lâm gật đầu lia lịa. Vương Khôn lo lắng hét lên, xin hãy tha mạng, xin chủ soái Tiêu hãy tha mạng, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Tuy nhiên, dù Vương Khôn có la hét thế nào cũng vô ích. Ông ta đã bị giải lên xe quân sự. Đám người Lý Hưng Nghiệp cũng bị giải lên xe. Ngay sau đó, Ôn Bất Lâm dẫn người rời khỏi đó. Liễu Linh Nhi đã trợn mắt há mồm từ lâu, lúc này cô ấy lao tới, chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, rồi hét lên với vẻ sùng bái, anh chính là vua Bắc Lương sao? Anh chính là vua Bắc Lương khiến hàng triệu đại quân phải khiếp sợ đó sao? Ôi, tôi đã được gặp vua Bắc Lương rồi. Liễu Linh Nhi vô cùng xúc động. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, tôi đã không còn là vua Bắc Lương nữa rồi. Nói xong, anh khẽ cúi đầu trước ông Liễu, cháu về trước đây, có chuyện gì thì cứ đến biệt thự tìm cháu. Ông Liễu mỉm cười gật đầu. Ba người đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1083 di tích của Long tộc rốt cuộc ở nơi nào? Liễu Linh Nhi quấn lấy ông Liễu, nói ông nội, có phải ông đã biết anh ấy là vua Bắc Lương từ lâu rồi không? Tại sao ông lại không nói cho Linh Nhi biết, hại Linh Nhi vừa nãy, ôi trời, mất mặt chết đi được. Ông Liễu mỉm cười, ông cũng hết cách với đứa cháu gái này của mình. Từ nhỏ cô ấy đã nghịch ngợm. Vậy mà bây giờ cũng biết xấu hổ thẹn thùng. Đúng là con gái lớn không thể giữ mãi ở trong nhà được. Ở bên này, sau khi trở về biệt thự,
Tiêu Chính Văn không ngừng suy nghĩ về phái Quang Minh. Thập tôn Quang Minh đều là cường giả thiên vương, thấp nhất cũng là thiên vương địa cấp 3 sao. Lục tôn Hạo Thiên đều là cường giả thiên thần. Điều này thật sự vô cùng kinh khủng. Dưới cảnh giới thiên thần thì tất cả đều là những con kiến. Sức chiến đấu như vậy hoàn toàn có thể mặc sức tung hoành trên thế giới này. Về phần sáng thế chủ của phái Quang Minh thì còn kinh khủng hơn. Cảnh giới nhân vương là cảnh giới khiến người ta vô cùng khao khát nhưng lại không dám tưởng tượng. Tại sao ông nội lại gia nhập phái Quang Minh? Lẽ nào thực sự vì tìm kiếm di tích của Long tộc sao? Di tích của Long tộc rốt cuộc ở nơi nào? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Long Ngao, nói, Long Ngao, bắt đầu từ bây giờ, hãy cử ra một số nhân viên của bộ phận tình báo điện thần Long chuyên phụ trách điều tra những tin tức liên quan đến phái Quang Minh và Long tộc. Vâng, Long Vương. Long Ngao đáp lời. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chính Văn nhìn đồng hồ, quyết định đến công ty một chuyến. Sau khi đến công ty, thấy Khương Vi Nhan bận rộn không ngừng, Tiêu Chính Văn cũng không tiện làm phiền cô, mà chỉ ngồi trong văn phòng nghịch điện thoại di động, nhân tiện xem thời sự quốc tế. Khi thấy đội hình của cuộc diễn tập quân sự Liên Hợp 5 quốc gia và khu vực phân chia diễn tập ở biên giới Bắc Lương, anh nhận thấy rõ ràng đây chỉ là một vỏ bọc. Rất có thể chúng sẽ bất ngờ tập kích và tấn công Bắc Lương. Sau đó, Tiêu Chính Văn thấy tin Bắc Lương cũng đang gấp rút phân chia khu vực diễn tập quân sự, cũng như bố trí đội hình, khóe miệng anh không khỏi nở một nụ cười. Đám người Long Nhất làm rất khá. Đúng là họ đi theo anh nhiều năm như vậy không hề lãng phí. Thậm chí, Tiêu Chính Văn còn trông thấy, Liễu Thanh được bổ nhiệm làm phó soái tạm thời của Bắc Lương. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn thở phào nhẹ nhõm, ít ra, thiên tử mới đã không vì anh mà chôn vùi một vị tướng tài. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tiêu Chính Văn đổ chuông, nhìn thấy số đang gọi đến, sắc mặt Tiêu Chính Văn hơi trầm xuống. Bởi vì, đây là số của quân đội Bắc Lương. Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói đầy xúc động của Long Nhất từ đầu dây bên kia truyền đến, chủ soái, chúng tôi đều rất nhớ anh. Sao anh không gọi điện thoại cho chúng tôi? Tiêu Chính Văn hờ hững nói, tôi đã rời khỏi Bắc Lương rồi, nếu tiếp tục liên lạc với mọi người thì sẽ bị nghi ngờ là mưu phản. Nói đi, có chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Long Nhất nhanh chóng bình tĩnh lại, nói chủ soái, anh đã xem tin tức chưa? Anh thấy cách ứng phó của chúng tôi thế nào? Tiêu Chính Văn đáp lời, rất tốt, chỉ có điều, mọi người cần bố trí thêm 30.000 người nữa đến khu vực đỉnh núi Khải Long. Ngoài ra, khu vực núi Tuyết Sơn ranh giới giữa Bắc Lương và nước ngoài cũng cần cho người theo dõi suốt ngày đêm. Có thể đối phương sẽ cử một nhóm nhỏ lính đặc chủng tinh nhuệ xâm nhập Bắc Lương tiến hành những cuộc chiến quy mô nhỏ, làm rối tình hình chiến trường. Đầu bên kia điện thoại, Long Nhất hít sâu một hơi khí lạnh, liếc nhìn Liễu Thanh đang xem bản đồ quân sự ở bên cạnh. Sau đó, anh ta hạ thấp giọng, nói chủ soái, vừa nãy phó soái Liễu cũng nói như vậy, không ngờ hai người lại có suy nghĩ giống hệt nhau. Chương 1084, tay không bắt sói trắng. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn mỉm cười, quả nhiên anh không nhìn nhầm người. Liễu Thanh là nhân tài có thể đào tạo được. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn nói, ừ, nghe theo sự sắp xếp của Liễu Thanh đi. Nhớ kỹ, phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của anh ta, không được bắt nạt người mới. Long Nhất nói, chủ soái yên tâm, phó soái Liễu và chúng tôi đã kết thành một khối rồi. Chỉ là chủ soái à, khi vào anh mới trở về. Anh em đều rất nhớ anh. Tiêu Chính Văn thở dài, ánh mắt phức tạp, nói, nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ đất nước thật tốt. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cúp máy luôn. Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man. Bắc Lương à, không biết đời này còn có thể về hay không nữa. Những gương mặt tươi tắn ấy, những cấp dưới nhiệt huyết ấy, cũng không biết đời này còn có thể gặp lại hay không. Cùng lúc này, Khương Vi Nhan đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chính Văn liền quan tâm hỏi han, chồng à, có chuyện gì thế? Nhìn anh có vẻ không vui. Tiêu Chính Văn cười nói, không có gì, công ty gần đây thế nào? Khương Vi Nhan thở dài nói, vẫn ổn, chỉ là hơi bận chút. À, tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm đi, cả nhà chúng ta lâu rồi không ra ngoài ăn.
Tiêu Chính Văn nghĩ rồi cười nói, anh sao cũng được, em quyết định đi. Khương Vi Nhan khẽ cười, lấy điện thoại ra, nói, nghe nói gần đây có một nhà hàng khá lãng mạn mới khai trương, em đặt chỗ rồi dẫn theo cả Na Na nữa, cả nhà ba người chúng ta cùng ăn một bữa. Tiêu Chính Văn gật đầu. Khương Vi Nhan ngồi bên cạnh bắt đầu gọi điện đặt chỗ. Lúc này, trợ lý gõ cửa phòng làm việc, bước vào nói, sếp Khương, bên dưới có một đoàn đại biểu y dược muốn gặp cô. Đoàn đại biểu y dược. Khương Vi Nhan sững sờ, nói, có hẹn trước sao? Không hẹn trước. Trợ lý lắc đầu. Khương Vi Nhan nhíu mày, hỏi tiếp, không hẹn trước sao? Vậy đối phương có lai lịch gì? Trợ lý nói, đối phương nói bọn họ đến từ Dược Vương Cốc, muốn bàn chuyện hợp tác về y dược với tập đoàn chúng ta. Dược Vương Cốc. Nghe thấy ba chữ này, Khương Vi Nhan quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng sầm mặt, nhíu mày. Người của Dược Vương Cốc sao lại chủ động đến tìm hợp tác? Sau khi suy nghĩ, Tiêu Chính Văn nói, dẫn bọn họ đến phòng họp đi. Vâng, trợ lý ra khỏi phòng làm việc. Khương Vi Nhan căng thẳng nhìn Tiêu Chính Văn, nói, chồng à, liệu có phải người của Dược Vương Cốc đến hỏi tội chuyện lần trước không? Tiêu Chính Văn mỉm cười, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, không sao đâu, cho dù Dược Vương Cốc đến hỏi tội thì sao chứ, chẳng phải chồng em đang ở đây sao? Chỉ là Dược Vương Cốc thôi mà, bọn chúng không có gan và sức mạnh để gây náo loạn ở Giang Trung đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn đứng lên, đưa Khương Vi Nhan đến phòng họp. Vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy 5 người ngồi trong phòng họp. Người cầm đầu là một ông lão, mặc bộ võ phục màu trắng, khoảng 50-60 tuổi, hàng lông mày hiện lên vẻ lạnh lùng kiêu hãnh. Phía sau ông ta còn có 4 người nữa, bọn họ đều là thanh niên trẻ, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đi vào, đôi mắt của ông lão kia hiện lên sự lạnh lùng, nói, chăm nghe không bằng một thấy, hóa là chủ soái Tiêu còn trẻ như vậy. Quả nhiên giống như lời đồn đại, phong thái rất hiên ngang. Không hổ danh là niềm vinh quang của quân đội Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn hờ hững liếc nhìn đám người, nói thẳng, nói đi, người của Vương Dược Cốc đến tìm chúng tôi là muốn bàn chuyện hợp tác gì. Người của ông lão thấy Tiêu Chính Văn kiêu ngạo như vậy, liền tức giận, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, mắng chửi. Thằng nhóc, thấy thất trưởng lão của Dược Vương Cốc mà lại dám vô lễ như vậy sao? Cho dù cậu từng là vua Bắc Lương thì bây giờ cũng chỉ là một người dân bình thường không chức quyền mà thôi. Có tư cách gì mà ngồi ngang hàng với thất trưởng lão của chúng tôi chứ? Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn đám thanh niên phía sau thất trưởng lão. Sau đó, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, nói ý của mấy người là tôi phải quỳ xuống đón tiếp sao? Không cần như vậy, chỉ cần cúi người kính trà là được. Một trong số đám người đó khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói. Tôi hiểu rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, kim châm trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra. Trong chốc lát, kim châm xuyên qua đầu gối của người vừa nói. Sau đó, tên kia ngã xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Ở công ty của tôi mà cũng dám nói năng kiêu ngạo như vậy. Còn muốn tôi kính trà sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó lạnh lùng phía thất trưởng lão, nếu ông đã không thể quản tốt người của mình thì tôi sẽ dạy dỗ bọn họ thay ông không để bụng chứ. Thất trưởng lão xa sầm mặt mày, nhìn đệ tử ôm chân kêu khóc thảm thiết dưới đất, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn. Cậu làm vậy có phải là coi thường Dược Vương Cốc chúng tôi quá rồi không? Chương 1085 mấy câu nói này chứa đầy ý uy hiếp mãnh liệt. Trong lời nói của thất trưởng lão thể hiện sự tức giận. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi. Anh thờ ơ nói, tôi không giết hắn đã là nể mặt Dược Vương Cốc các người lắm rồi. Ôi! Nghe vậy, ba đệ tử phía thấy trưởng lão hít một hơi thật sâu. Đồng thời, lửa giận trong mắt bọn họ bùng lên mạnh mẽ. Thật đáng hận! Kiêu ngạo quá! Hỗn láo! Dám nói với thất trưởng lão như vậy sao? Chết tiệt! Anh thật sự là không coi Dược Vương Cốc ra gì. Thất trưởng lão, tôi nghĩ không cần nói chuyện với bọn họ nữa. Thấy ba đệ tử tức giận, sắc mặt của thất trưởng lão cũng trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn xua tay, lạnh lùng nói, đủ rồi. Chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác. Sau đó, thất trưởng lão nhìn Tiêu Chính Văn,
nói Tiêu Chính Văn, hôm nay chúng tôi tới đây không phải là muốn gây chiến với cậu, mà là đến để hợp tác. Ồ, hợp tác sao? Tôi xin rửa tai lắng nghe. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Mí mắt Thất trưởng lão khẽ giật, bị thái độ thờ ơ của Tiêu Chính Văn chọc tức. Nhưng ông ta vẫn cố nhịn, nói, vốn dĩ Dược Vương Cốc chúng tôi ủng hộ Linh Khê Tông. Nhưng dưới bàn tay của chủ soái Tiêu, Linh Khê Tông đã không còn nữa. Bây giờ Thanh Vân Tông ở Giang Trung là tông môn lớn duy nhất, còn hợp tác chặt chẽ với công ty của cậu. Chủ soái Tiêu làm vậy tương đương với việc lấy đi thị trường và lợi nhuận của Dược Vương Cốc chúng tôi. Ban đầu Dược Vương Cốc cũng muốn cướp lại, nhưng chúng tôi cũng không muốn gây thêm phiền toái, cho nên hôm nay đến đây là muốn hợp tác với công ty của cậu. Dược Vương Cốc muốn nắm giữ một nửa thị trường y dược Giang Trung. Chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ dược liệu mà công ty cậu cần. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, chỉ dựa vào lời nói của ông mà cũng muốn lấy một nửa thị trường y dược Giang Trung sao? Ông có chắc là tới để hợp tác không? Hơn nữa, dược liệu công ty chúng tôi cần có thể nhập từ nơi khác, tại sao chúng tôi phải hợp tác với Dược Vương Cốc chứ? Thất trưởng lão cũng cau mày nói, bởi vì chúng tôi là Dược Vương Cốc. Có bao nhiêu người muốn hợp tác với Dược Vương Cốc chúng tôi còn không được. Đây là cơ hội ngàn vàng cho tập đoàn Vi Nhan các người. Nói không chừng còn có thể mượn danh tiếng của Dược Vương Cốc để lọt vào top 10 công ty y dược trong cả nước. Ha ha! Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói tôi hiểu rồi. Ông già, ông muốn tay không bắt sói trắng à? Không chỉ muốn lấy một nửa thị trường y dược Giang Trung, mà còn muốn chúng tôi cảm kích vì được hợp tác cùng các ông, đúng không? Thất trưởng lão cười nói, không sai. Hợp tác với Dược Vương Cốc chúng tôi là phúc của các người. Chỉ khi hợp tác với Dược Vương Cốc chúng tôi thì công ty của các người mới có thể phát triển. Tiêu Chính Văn, tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật kỹ. Dược Vương Cốc chúng tôi là đại tông y dược Hoa Quốc. Không nói 8 phần, chỉ nói 6 phần thị trường y dược và doanh nghiệp y dược trên khắp lãnh thổ Hoa Quốc hiện nay đều có quan hệ với Dược Vương Cốc chúng tôi. Có thể nói, trong giới y dược Hoa Quốc, Dược Vương Cốc chúng tôi chính là một sự tồn tại có 102. Nếu các người không muốn hợp tác với chúng tôi, chỉ cần một câu nói của tôi là có thể phát động lệnh cấm vận đối với tập đoàn Vi Nhan. Khiến cho công ty các người không thể nhập được bất cứ dược liệu nào trong biên giới Hoa Quốc. Mấy câu nói này chứa đầy ý uy hiếp mãnh liệt. Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Khương Vi Nhan đứng một bên nghe thấy những lời này, cũng thấy tức giận mở lời, ông già. Mặc dù ông đại diện Dược Vương Cốc đến nói chuyện hợp tác, nhưng tôi không thấy bất kỳ thành ý muốn hợp tác nào của ông cả. Ý thế đè người, tự cho là mình đến từ Dược Vương Cốc là có thể bắt nạt người khác như vậy sao? Đừng nói chồng tôi không đồng ý, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Dược Vương Cốc rất lợi hại sao? Các người có thể nắm toàn bộ thị trường dược liệu của Hoa Quốc trong tay ư? Không hợp tác với Dược Vương Cốc các người, tôi không tin công ty chúng tôi sẽ phá sản. Khương Vi Nhan vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Chính Văn, chồng à, chúng ta không cần nói chuyện với bọn họ nữa, không hợp tác thì không hợp tác, dù sao cũng không phải chúng ta xin hợp tác với bọn họ. Thấy khí thế của Khương Vi Nhan cứng cỏi như vậy, Tiêu Chính Văn cũng cười nói, được, nghe theo em. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhìn về phía thất trưởng lão đang bày ra vẻ mặt u ám, nói, ông già, nghe thấy lời của vợ tôi rồi chứ? Còn chưa cút đi. Nghe vậy. Thất trưởng lão nổi giận. Ông ta tức giận đứng dậy, vỗ mạnh vào bàn, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, giận dữ hét lớn, Tiêu Chính Văn. Đừng quên, cậu đã không còn là vua Bắc Lương nữa. Bây giờ cậu chỉ là một người dân bình thường. Nếu muốn đối đầu với Dược Vương Cốc chúng tôi, cậu phải nghĩ rõ hậu quả. Nếu còn không đi, tôi sẽ tự mình tiễn các người ra ngoài đấy. Tiêu Chính Văn không thèm nghe, lạnh lùng nói. Khí thế trên người cũng càng lúc càng tăng lên. Khiến thất trưởng lão bị dọa sợ chết khiếp. Thực lực của ông ta không cao, cũng chỉ là tông sư võ đạo đỉnh cao mà thôi, còn chưa đạt tới cảnh giới thiên vương. Đứng trước sự tồn tại sánh ngang với thiên vương địa cấp 3 sao như Tiêu Chính Văn, căn bản chỉ là một con kiến hôi. Cho nên, thất trưởng lão giận mà không dám làm gì, hung tợn chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, hậm hực nói, cậu. Thằng nhãi ngông cuồng nhà cậu, cậu sẽ hối hận, chúng ta đi. Dứt lời, thất trưởng lão và đám đệ tử của mình rời khỏi phòng họp.
Chương 1086, lệnh cấm vận. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chợt mở lời, còn người đang nằm dưới đất kia nữa kìa, đừng quên. Thất trưởng lão căm hận đến mức lửa giận bốc cao hơn 3 mét, liếc nhìn tên đệ tử đang nằm bò lăn dưới mặt đất không bò dậy nổi, lạnh lùng nói, lôi đi. Cứ thế, ba đệ tử kéo theo tên đệ tử đã tàn phế hai chân, đi theo thất trưởng lão đang nổi giận đùng đùng, rời khỏi tập đoàn Vi Nhan. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, chui vào trong xe. Thất trưởng lão đã tức giận hét lên, Tiêu Chính Văn đáng chết, lại dám kiêu căng ngạo mạn như vậy, không coi Dược Vương Cốc chúng ta ra gì. Xem ra, không cần lễ độ lịch sự gì với cậu ta nữa. Truyền lệnh xuống, lập tức ngăn chặn sự phát triển của tập đoàn Vi Nhan. Cứ nói là theo lệnh của Dược Vương Cốc chúng ta, khu vực Giang Trung và bốn tỉnh xung quanh, nếu ai dám hợp tác với tập đoàn Vi Nhan thì đồng nghĩa với việc đối đầu với Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc chúng ta sẽ cắt đứt thị phần và đường dây tiêu thụ dược liệu của bọn họ. Vâng, thưa thất trưởng lão. Một tên đệ tử cung kính thưa vâng. Đúng rồi, thất trưởng lão, A Bảo thì sao? Một đệ tử khác mở miệng hỏi. Thất trưởng lão nổi giận đáp, rác rưởi vô dụng. Bị người ta làm hỏng hai chân, đưa nó về Dược Vương Cốc, làm việc vặt cả đời. Rõ. Mà bên này, trong phòng họp, dù Khương Vi Nhan rất cứng rắn nhưng giờ phút này cũng không khỏi lo lắng, nói, chồng à, nếu Dược Vương Cốc cấm vận chúng ta thật thì chúng ta nên làm gì? Sao vậy, em sợ à? Tiêu Chính Văn cười hỏi. Khương Vi Nhan liếc anh, nói, không, chẳng qua em chỉ thấy lo lắng thôi. Dù sao thì bây giờ công ty cũng không phải của riêng hai chúng ta, còn nhiều người góp vốn và nhân viên nữa. Tiêu Chính Văn gật đầu đáp, ừ, anh biết, yên tâm đi. Minh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, không có chuyện gì đâu. Khương Vi Nhan gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thị trường y dược Giang Trung, công ty y dược và hiệp hội y dược đều khẩn cấp triển khai một cuộc hội nghị. Lệnh cấm vận của Dược Vương Cốc. Muốn cấm vận tập đoàn Vi Nhan. Sao lại đột ngột quá vậy? Tập đoàn Vi Nhan đắc tội Dược Vương Cốc ư? Không biết nữa, lần này lệnh cấm vận đến nhanh quá, hơn nữa Dược Vương Cốc còn nói, ai dám hợp tác với bọn họ thì cũng bị cấm vận luôn. Vậy chúng ta làm thế nào? Chúng ta đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vi Nhan, chẳng lẽ cứ thế mà cắt đứt hợp tác ư? Cả phòng họp đều chìm trong bầu không khí rối bời. Đang ngồi ở đây có khoảng hơn 100 người, tất cả đều là đại biểu và tổng giám đốc công ty của giới y dược Giang Trung. Khoảnh khắc thất trưởng lão dẫn người bước vào, cả hội trường lập tức yên tĩnh. Thất trưởng lão đi tới vị trí chủ trì, chắp tay sau lưng, mở miệng nói, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là thất trưởng lão của Dược Vương Cốc. Vừa nghe thấy thân phận này, người trong phòng họp đều khom người cung kính hô lớn, kính chào thất trưởng lão. Thất trưởng lão cũng rất hưởng thụ, khoát tay tỏ ý mọi người ngồi xuống, sau đó mới nói, lần này triệu tập tất cả mọi người là bởi vì một chuyện, tôi muốn ngăn chặn sự phát triển của tập đoàn Vi Nhan. Tôi cũng biết các vị ngồi đây đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vi Nhan, nhưng không sao cả, mọi người có thể hợp tác với tôi. Nghe vậy, mọi người lại nhao nhao bàn luận. Không ít người bày tỏ thái độ trước, muốn đi theo Dược Vương Cốc. Một vài người còn hơi do dự. Nên lên tiếng hỏi, thất trưởng lão, chúng tôi hợp tác với Dược Vương Cốc thì có lợi ích gì? Đôi mắt của thất trưởng lão tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người đó, nói, lợi ích. Từ trước đến nay, người hợp tác với Dược Vương Cốc chúng tôi chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi lợi ích. Bởi vì, hợp tác với chúng tôi chính là lợi ích lớn nhất của các người. Mà những kẻ không hợp tác kia, hôm nay không phải phá sản thì cũng là nhà tan cửa nát. Các vị còn cần tôi nói chi tiết hơn sao? Nghe thấy thế, mấy người còn do dự đã vội vàng nói, chúng tôi tình nguyện hợp tác với Dược Vương Cốc. Cứ như vậy, giới y dược Giang Trung đã hoàn toàn thay đổi. Chưa đến nửa ngày, tập đoàn Vi Nhan đã nhận được vô số cuộc gọi hủy bỏ hợp tác. Thậm chí, bên phía công xưởng cũng đột ngột đóng cửa. Ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng vô cùng lo lắng, vội vàng tìm đến. Sếp Khương. Chủ soái Tiêu, xảy ra chuyện rồi. Dược Vương Cốc đã bắt đầu cấm vận tập đoàn Vi Nhan. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tông chủ Thanh Vân Tông cuống cuồng, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế sofa bình thản đáp, đừng vội,
yên lặng theo dõi sự thay đổi. Nghe vậy, tông chủ Thanh Vân Tông hỏi, chủ soái Tiêu, cậu đã có chuẩn bị rồi sao? Tiêu Chính Văn không nói gì mà cầm điện thoại lên, bấm một dãy số nói, có thể hành động được rồi. Bên đầu kia điện thoại, giọng nữ lanh lảnh truyền tới, nói, vâng, thưa Long Vương tôn kính. Chương 1087, thời hạn 2 ngày. Hành động ư? Hành động gì chứ? Dược Phương Cốc kiểm soát hầu hết các kênh nhập và xuất dược liệu ở Hoa Quốc, ngoại trừ việc hợp tác với Dược Phương Cốc, tông chủ Thanh Vân Tông thật sự không thể nghĩ ra bất cứ cách nào khác. Nhưng ông ta không dám hỏi. Cạch! Tiêu Chính Văn đặt điện thoại xuống, anh vẫn ngồi yên như cũ, vững tựa Thái Sơn. Chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi lệnh cấm vận của Dược Phương Cốc được ban hành, một tin tức còn gây sốc hơn đã bùng nổ tại Giang Trung và khiến toàn bộ giới y dược Hoa Quốc chấn động. Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên, một trong 3 công ty y dược lớn nhất thế giới, đã công bố tin tức về việc lựa chọn đối tác y dược ở Giang Trung, Hoa Quốc. Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên nắm giữ hơn 60% thị phần tại Mỹ Quốc và phương Tây, sở hữu thị trường khổng lồ với hàng trăm tỷ đô la, có thể xưng là ông trùm trong lĩnh vực y dược. Ngay cả đằng sau 10 tập đoàn y dược hàng đầu của Hoa Quốc cũng có bóng dáng của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Tất cả hoạt động xuất khẩu của các tập đoàn y dược Hoa Quốc hầu như đều do tập đoàn Y Dược Mỹ Liên thao túng. Vì vậy, tin tức này vừa được công bố đã lập tức gây xôn xao trong lĩnh vực y dược ở Giang Trung. Lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên hờ hững lên tiếng, trợ lý. Anh vừa dứt lời, cửa văn phòng lập tức bị đẩy ra, trợ lý cầm tập hồ sơ bước vào, lễ phép nói, anh Tiêu, anh có điều gì cần căn dặn sao? Liên hệ với tất cả các cơ quan truyền thông ở Giang Trung, phát ra một tin tức, trong vòng 2 ngày, thất trưởng lão của Dược Vương Cốc phải dập đầu trước cửa tập đoàn Vi Nhan để xin lỗi. Các tập đoàn dược phẩm ở Giang Trung phải đến quỳ gối trước cửa tập đoàn Vi Nhan để chờ ký hợp đồng, quá thời hạn này tập đoàn Vi Nhan sẽ không tiếp. À, sau khi nghe xong, không chỉ trợ lý trở nên như ngây dại, mà ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông cũng sửng sốt, thậm chí còn há hốc mồm đến mức có thể nhét được một quả trứng gà. Khương Vi Nhan khẽ cau mày, mặc dù không hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại muốn tung ra tin tức này, nhưng cô vẫn tin Tiêu Chính Văn nhất định có lý do của riêng mình. Sếp Khương. Trợ lý quay đầu lại nhìn Khương Vi Nhan. Một khi tin tức này xuất hiện trên các mặt báo, đồng nghĩa với việc tập đoàn Vi Nhan sẽ đứng ở phía đối lập với toàn bộ ngành y dược ở Giang Trung. Bây giờ tập đoàn Vi Nhan đang bấp bênh, nếu tỏ ra cường thế như vậy thì có thật sự tốt không? Hãy làm theo lời của chồng tôi, lập tức công bố tin tức này đi. Khương Vi Nhan nói một cách chắc chắn. Chủ soái Tiêu, chuyện này có vẻ không thỏa đáng lắm mà nhỉ. Tông chủ Thanh Vân Tông cau mày nói. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nhưng không trả lời. Lúc này, tại trụ sở chính của Hiệp hội Y Dược, hội trưởng Lý đang khom người dâng trà cho thất trưởng lão. Thất trưởng lão nhìn hội trưởng Lý đang khom lưng uốn gối với vẻ mặt kiêu ngạo, thậm chí là đắc ý. Nếu Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan cũng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thì sao có thể gây ra hậu quả thảm khốc như bây giờ chứ? Hội trưởng Lý, xảy ra chuyện lớn rồi. Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên sắp đến Giang Trung để tìm đối tác. Hơn nữa còn là đối tác chính thức duy nhất tại Hoa Quốc. Đột nhiên, thư ký cầm điện thoại di động rồi gửi một tin tức trên mạng cho hội trưởng Lý. Nhìn thấy tin tức này, ánh mắt của hội trưởng Lý sáng rực, ông ta quay sang nhìn thất trưởng lão và nói, thất trưởng lão, lần này, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đến đây nhất định là vì đã nhìn chúng Dược Vương Cốc rồi. Ngoại trừ Dược Vương Cốc, hội trưởng Lý thật sự không nghĩ ra còn ai khác lại có tầm ảnh hưởng lớn đến mức có thể khiến tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đưa ra quyết định trọng đại như vậy. Thất trưởng lão thậm chí không thèm đọc tin tức đó, mà chỉ mỉm cười đắc ý, vuốt chòm râu của mình. Ngay từ một năm trước, Leslie Chen của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đã liên hệ và bàn bạc với Dược Vương Cốc chúng tôi rồi. Ôi! Hội trưởng Lý không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ Dược Vương Cốc lại có tham vọng lớn đến vậy. Lần này, xem ra tập đoàn Vi Nhan sẽ khó sống đây. Tất cả chỉ có thể trách Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan có mắt như mù, dám đắc tội với thất trưởng lão. Không còn hào quang của chủ soái Bắc Lương thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một con kiến trước mặt Dược Vương Cốc mà thôi. Hội trưởng Lý vội vàng nịnh nọt. Chương 1088 Đài Kỳ Lân.
Thất trưởng lão nghe vậy liền ngửa mặt lên trời rồi bật cười ha hả. Hãy thông báo ra ngoài, những tập đoàn y dược nào muốn mở kênh tiêu thụ trên cả nước, thậm chí muốn tham gia vào thị trường quốc tế, thì 8 giờ tối nay đến Thiên Giang Các gặp tôi. Thất trưởng lão nói với dáng vẻ đã nắm chắc phần thắng. Vâng. Hội trưởng Lý vội vàng dặn dò thư ký liên hệ với ông chủ của các tập đoàn y dược đến Thiên Giang Các để gặp mặt thất trưởng lão. Đúng lúc này, một tin nóng đang phát trên TV bất ngờ truyền đến tai hội trưởng Lý và thất trưởng lão. Tin tức đó đang nói về tuyên bố của tập đoàn Vi Nhan, chỉ đích danh thất trưởng lão của Dược Vương Cốc trong vòng 2 ngày phải đến tận cửa để dập đầu xin lỗi. Phụt! Ngụm trà mà thất trưởng lão vừa uống lập tức phun khỏi miệng, ông ta ném thẳng chén trà về phía chiếc TV với sắc mặt xanh mét vì tức giận. Bụp! Một làn khói đen bốc lên, chiếc TV đã bị thất trưởng lão đập vỡ. Ba người thanh niên đi theo phía sau thất trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, thất trưởng lão, Khương Vi Nhan này chán sống rồi, cô ta dám ngông cuồng đến vậy. Để chúng tôi đi dạy cho cô ta một bài học. Thất trưởng lão quay đầu lại liếc mắt nhìn ba người, thấy sắc mặt thất trưởng lão có vẻ không tốt, ba người vội vàng lui sang một bên. Hừ, thương trường như chiến trường, có phải trò chơi của trẻ con đâu. Dám bắt tôi dập đầu xin lỗi. Chuyện như vậy mà con danh đó cũng nghĩ ra được. Nói xong, ánh mắt thất trưởng lão nheo lại, trong lòng thầm phát cáu. Chỉ cần thỏa thuận hợp tác của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên và Dược Vương Cốc được ký kết thì tập đoàn Vi Nhan sẽ hoàn toàn bị cấm vận ở thị trường trong và ngoài nước. Dùng võ không được thì dùng văn. Dược Vương Cốc vừa khéo có thể dùng tập đoàn Vi Nhan để tạo dựng uy tín của mình, giết một người răn đe trăm người. Phía tập đoàn Vi Nhan. Sau khi Tiễn Tông chủ Thanh Vân Tông ra về, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan cùng nhau đến trường để đón Na Na rồi lái xe thẳng đến Thiên Giang Các. Thiên Giang Các mới mở ở Giang Trung chưa đầy nửa năm, nhưng rất nổi tiếng. Ở Thiên Giang Các không chỉ có các cảnh quan mô phỏng như thật mà còn có các đình đài lầu các, mang đậm nét cổ kính. Chính giữa đại sảnh tầng 1 có một bệ đá hình chữ nhật dài 6 mét, rộng chừng 5 mét chạm rồng phượng, chốc chốc lại có sương mù phun ra. Nhìn từ xa tạo cho người ta cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên. Lên hết bậc cầu thang chính là đài kỳ lân, vị trí tốt nhất ở Thiên Giang Các, đủ để có thể ngắm được toàn cảnh của Thiên Giang Các. Đây cũng là địa điểm ăn uống đẳng cấp nhất ở Thiên Giang Các. Ngay từ chiều nay, Khương Vi Nhan đã đặt một chỗ trên đài kỳ lân. Sau khi đến quầy lễ tân và xuất trình thông tin đặt trước của mình, một nhân viên phục vụ rất lịch sự đưa gia đình ba người của Khương Vi Nhan đến đài kỳ lân. Trên đài kỳ lân, có 4 chiếc ghế dài khoảng 3 mét được chạm khắc từ gỗ xưa trông rất lộng lẫy và sang trọng. Bàn ăn bằng đá được bao quanh bởi sương mù, tạo cho người ta cảm giác như đang bước vào thế giới thần tiên. Thơm quá! Na Na mỉm cười vỗ tay nói. Trong làn sương mù còn được cho thêm hương liệu tự nhiên, nên có mùi thơm rất dễ chịu. Một người phụ nữ trẻ mặc hán phục đang ngồi ở một chỗ cách đài kỳ lân không xa, ngón tay cô ta khẽ lướt, đang gảy một khúc cổ tranh. Chồng à, anh có cảm giác gì với cây cầu nhỏ và nước chảy không? Khương Vi Nhan gạt hết sự buồn chán trước đó, cô ngồi trên một trong những chiếc ghế dài, mỉm cười với Tiêu Chính Văn. Em muốn nói về đàn ông làm ruộng còn phụ nữ thì dệt vải sao? Công việc cày cấy của chúng ta cũng có thu hoạch mà nhỉ? Tiêu Chính Văn giơ tay chỉ vào phần bụng hơi nhô lên của Khương Vi Nhan. Có con nhỏ ở đây mà anh lại đang nói cái gì đấy? Vẻ mặt Khương Vi Nhan hơi lúng túng, cô đưa tay đỡ lấy Na Na từ tay Tiêu Chính Văn, để cô bé ngồi lên đùi mình. Lúc này, khi người phục vụ vừa đưa thực đơn đến thì có tiếng ồn ào truyền đến từ cửa. Một nhóm rất đông người đang vây quanh một ông lão mặc đồ trắng, ngẩng cao đầu sải từng bước dài đi vào Thiên Giang Các. Thất trưởng lão, xin mời vào trong, bây giờ tôi sẽ giúp ông đặt một chỗ tốt nhất ở đây. Hội trưởng Lý khom lưng cúi đầu nói. Chương 1089, kiêu ngạo thì đã sao? Ngay sau đó, hội trưởng Lý và tổng giám đốc của một số tập đoàn y dược hung hăng kéo tới đài kỳ lân. Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan, còn không mau nhường chỗ cho thất trưởng lão, công ty nhà các người sắp phá sản rồi, còn xứng ngồi ở vị trí tốt như vậy sao? Hội trưởng Lý tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, rồi quát lớn. Đúng vậy, nhanh chóng lấy lòng thất trưởng lão đi,
chờ ngày tập đoàn Y Dược Mỹ Liên và Dược Vương Cốc ký hợp đồng thì công ty các người phá sản là vừa. Tổng giám đốc của mấy tập đoàn y dược kia cũng hùa vào nói theo. Dựa vào đâu mà tôi phải nhường lại vị trí này cho ông ta chứ? Khương Vi Nhan khẽ nhướng đôi mắt xinh đẹp, tỏ vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng hỏi. Giỏi lắm, Khương Vi Nhan, đồ rẻ tiền như cô mà cũng dám mạnh miệng với tôi, nghĩ tôi không dám tát nát miệng cô sao? Hội trưởng Lý nghiến răng bước tới, giơ tay lên, nhắm vào mặt Khương Vi Nhan hung hăng quất xuống. Bốp! Một âm thanh vang lanh lảnh khắp sảnh lớn, chỉ thấy người hội trưởng Lý cúi gập lại, thiếu chút nữa rơi từ bên bậc thềm xuống. Tiêu Chính Văn vẫn ngồi vững tại vị trí, thậm chí còn không hề nhúc nhích. Khương Vi Nhan từ từ thu bàn tay ngọc ngà mảnh mai của mình lại. Lúc này, trên mặt hội trưởng Lý đã xuất hiện dấu ngón tay mảnh khảnh. Là do Khương Vi Nhan đánh. Tổng giám đốc của mấy tập đoàn y dược kia ngẩn người, bây giờ Khương Vi Nhan lại mạnh mẽ vậy sao? Hội trưởng Lý, giữ mồm giữ miệng chút đi. Nếu còn dám nói một câu mắng chửi nào nữa thì hai cái răng cửa còn lại của ông không còn nữa đâu. Giọng nói lạnh lùng của Khương Vi Nhan vang lên. Bây giờ cô không phải là cô gái bình thường nữa, càng không phải là Khương Vi Nhan yếu đuối trước đây. Hội trưởng Lý ôm mặt, nhổ ra hai cái răng cửa màu trắng ngà, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan. Cô dám đánh tôi. Cút! Hội trưởng Lý vừa nói xong. Tiêu Chính Văn liền thờ ơ nói ra một chữ cút. Tôi! Hội trưởng Lý còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã đột nhiên đứng dậy, sải tay ném hội trưởng Lý lăn xuống bậc thềm của Đài Kỳ Lân, lăn cho đến khi chạm vào chân thất trưởng lão ở cửa mới dừng lại. Vi Nhan à, lần sau đánh ai thì phải dùng lực ở lòng bàn tay, như vậy mới có thể khiến hắn cút ra xa. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, mím môi cười nói, vâng. Thất trưởng lão, cậu ta dám đánh tôi. Hội trưởng Lý bỏ dậy, chạy đến bên cạnh thất trưởng lão, chỉ vào Tiêu Chính Văn đang ngồi trên đài Kỳ Lân. Thất trưởng lão nghiến răng, cười nhạt, đi về phía đài lộ thủy bên dưới đài Kỳ Lân, cố ý nói lớn, trước khi Leslie Chen đến Giang Trung, cứ để bọn họ kiêu ngạo hai ngày cũng không sao. Đợi sau khi tôi hợp tác với tập đoàn Y Dược Mỹ Liên, tôi sẽ khiến cậu ta quỳ dưới đất, để ông tát lại. Nghe vậy, hội trưởng Lý thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí trong đầu còn hiện ra cảnh tượng hai vợ chồng Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan quỳ gối trước mặt mình, rồi bị ông tát điên cuồng. Nào, ăn chút đồ ăn đi. Tiêu Chính Văn gắp một miếng măng vào bát Khương Vi Nhan, rồi lại gắp cho Na Na một miếng nữa. Đây là món khai vị ở Thiên Giang Các, mùi vị rất ngon, Khương Vi Nhan ăn một miếng, rồi gật đầu cười nói, ừ. Đúng là ngon thật. Ngon quá. Nana vừa nhai vừa cười nói. Cả gia đình mỗi người một câu, căn bản là không thèm để ý đến đám tổng giám đốc của mấy tập đoàn y dược kia. Bọn họ lại bị người ta coi thường vậy sao? Một vị tổng giám đốc của tập đoàn y dược hàng đầu bước tới, tức giận quát lớn, sớm muộn gì các người cũng sẽ phải trả giá cho hành vi ngày hôm nay. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn người đó, lạnh lùng nói, ồ, ông là người của công ty nào vậy? Công ty y dược X Sinh. Người đàn ông kia ưỡn ngực nói. Tốt lắm, ba ngày sau, trong giới y dược sẽ không còn công ty y dược X Sinh nữa. Tiêu Chính Văn thờ ơ đáp. Cậu! Đối phương vô cùng tức giận. Tiêu Chính Văn nâng tay lên, ngán ngẩm liếc nhìn ông ta, quay sang nói với nhân viên phục vụ, mang những món tôi vừa gọi lên là được. Vâng, thưa anh. Người phục vụ cúi đầu với Tiêu Chính Văn, cầm thực đơn rời đi. Nghĩ đến cảnh hội trưởng Lý vừa lăn đến cửa lúc nãy, mấy vị tổng giám đốc kia cũng không dám hành động bốc đồng nữa, chỉ có thể ậm ừ ngoan ngoãn đi tới gần đài lộ thủy, tức giận ngồi xuống. Chồng à, tập đoàn y dược Mỹ Liên mà bọn họ nói lúc nãy, sẽ không đến Giang Trung thật chứ? Khương Vi Nhan không để ý đến tin tức buổi chiều, nhưng lại khá quen thuộc với tập đoàn y dược Mỹ Liên. Chương 1090 mày tưởng mày còn là vua Bắc Lương sao? Với tư cách là tổng giám đốc của một công ty y dược, Khương Vi Nhan đương nhiên là đã nghe đến danh tiếng lừng lẫy của tập đoàn y dược Mỹ Liên. Đây là một trong ba trong tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực y dược hiện nay, ai có thể bám được vào cành cao như tập đoàn y dược Mỹ Liên thì tương đương với việc người đó nắm được chìa khóa của cánh cửa dẫn đến sự giàu có.
Đương nhiên là thật, nhưng em không cần lo, biết đâu sáng sớm mai lại có tin tốt truyền đến thì sao? Tiêu Chính Văn nở nụ cười bí ẩn, nhìn Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, vẫn hơi sợ hãi không dám tưởng tượng có chuyện tốt xảy ra. Ở bên kia, thất trưởng lão tức giận nhìn cả nhà Tiêu Chính Văn vừa nói vừa cười, nơi ông ta đang ngồi tên là Đài Lộ Thủy. Nơi đây vừa hay ở bên dưới Đài Kỳ Lân, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả nhà Tiêu Chính Văn. Hừ, chúng ta ăn của chúng ta, đây là bữa tối cuối cùng của bọn chúng rồi. Thất trưởng lão không phải Hoàng Khắc Long, không hề cố chấp biết rằng đánh không lại nhưng vẫn đưa mặt ra cho người ta đánh. Nhưng cũng phải nói vài câu cho hả giận. Ông ta đã báo cáo với Dược Phương Cốc về chuyện tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đang tìm đối tác chính thức duy nhất ở Hoa Quốc. Cho nên người của Dược Phương Cốc cũng đang thu xếp một cách tỉ mỉ. Có thể thấy Dược Phương Cốc vô cùng xem trọng sự hợp tác này của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Muốn gia nhập vào lĩnh vực Y Dược Hoa Quốc thì Dược Phương Cốc nhất định có thể trở thành thanh kiếm sắc bén giúp tập đoàn Y Dược Mỹ Liên giành thắng lợi. Như vậy không chỉ khiến Dược Phương Cốc nổi danh ở Hoa Quốc, mà thậm chí còn có thể trở thành con rồng lớn mạnh trong lĩnh vực y dược. Đương nhiên, Dược Phương Cốc sẽ không quên tập đoàn Vi Nhan, càng không quên mối thù với Tiêu Chính Văn. Một kế hoạch để đánh bại tập đoàn Vi Nhan đã sẵn sàng. Bởi vì tập đoàn Y Dược Mỹ Liên kiểm soát hơn 70% kênh xuất khẩu y dược của Hoa Quốc, do đó, đối tác hợp tác duy nhất sẽ có quyền định ra tiêu chuẩn xuất khẩu. Tiêu chuẩn này cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn duy nhất cho toàn bộ lĩnh vực y dược ở Hoa Quốc, xét cho cùng thì thị trường quốc tế mới thực sự có thể kiếm được nhiều tiền. Bằng cách này có thể nhúng tay vào hạn chế hoặc thậm chí là ngăn chặn hoàn toàn tập đoàn Vi Nhan. Thấy kết quả của hội nghị do Dược Vương Cốc và mấy vị trưởng lão khác gửi tới, trên mặt thất trưởng lão lập tức nở nụ cười tự mãn. Lúc thất trưởng lão đang truyền đạt nội dung hội nghị cho mấy vị tổng giám đốc khác nghe, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan bế Na Na bước từ trên Đài Kỳ Lân xuống, bình tĩnh nói, thất trưởng lão, thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu, sáng ngày mai, tôi hy vọng sẽ nhìn thấy ông ở trước cổng công ty tôi. Ý của câu nói này là Tiêu Chính Văn chỉ chờ đến sáng sớm ngày mai, nếu thất trưởng lão không dập đầu xin lỗi thì ông ta phải tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Chính Văn, mày tưởng mày còn là vua Bắc Lương sao? Dám bảo thất trưởng lão dập đầu xin lỗi trước cửa công ty Vi Nhan. Thế mà mày cũng nghĩ ra được. Nói cho chúng mày biết, hai ngày sau. Hả? Thấy hội trưởng Lý kích động đến mức sắp nói toẹt hết quyết sách hội nghị của Dược Vương Cốc ra, thất trưởng lão cau mày trợn mắt nhìn hội trưởng Lý. Hội trưởng Lý lập tức nhận ra mình lỡ lời, nuốt nước bọt, vội vàng ngồi về chỗ cũ. Sáng sớm ngày mai, nếu tôi không nhìn thấy ông thì ông phải gọi tất cả đơn vị truyền thông của Giang Trung đến, dập đầu xin lỗi trước mặt truyền thông. Hai. Vô học lỗ mãng, hại Dược Vương Cốc khổ rồi. Tiêu Chính Văn nói xong, một tay ôm Nana, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, bước ra khỏi Thiên Giang Các. Tiêu Chính Văn, thất trưởng lão giận đến mức suýt thì lật bàn, thở hồng hộc, hồn hà hồn hển cả một lúc lâu, vất vả lắm mới thở ra hết lửa giận trong lòng. Vừa ngồi vào trong xe, chuông điện thoại của Khương Vi Nhan vang lên, thấy là một dãy số quốc tế. Khương Vi Nhan buồn bực bắt máy, xin chào tôi là Khương Vi Nhan. Xin chào. Người bên kia dùng tiếng Hoa Quốc thành thạo chào hỏi Khương Vi Nhan, nói tiếp, xin hỏi, cô là chủ tịch tập đoàn Vi Nhan phải không? Đúng vậy, là tôi. Xin hỏi, anh là? Đôi mày thanh tú của Khương Vi Nhan hơi cau lại, nghi ngờ hỏi. Người ngoại quốc đầu dây bên kia đột nhiên vui mừng đáp, à tôi là can thuộc tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Thư ký của Leslie Chen, 9 giờ sáng mai, tôi và Leslie Chen sẽ đến thăm quý công ty, không biết sếp Khương có thời gian rảnh gặp mặt chúng tôi không? À, Khương Vi Nhan hơi sững sờ, ngay sau đó gật đầu nói, có. 9 giờ sáng sớm mai, tôi ở phòng làm việc cung kính đón đợi khách quý. Được, vô cùng cảm ơn cô đã bớt chút thì giờ quý báu trong lúc bận rộn để gặp gỡ chúng tôi, sáng sớm mai gặp lại nhé. Nói xong. Người ngoại quốc bên kia lập tức cúp điện thoại. Khương Vi Nhan ôm điện thoại, trong lòng rất lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên muốn tới thăm công ty mình ư. Sao vậy? Chương 1091, đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Thấy Khương Vi Nhan ngơ ngác ngồi thử ra chỗ ghế lái, trong tay ôm điện thoại,
ngẩn người nhìn chằm chằm dãy số vừa gọi đến, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. À, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên gọi tới. Tin tức này đối với tập đoàn Vi Nhan đang nằm trong ranh giới khốn khó mà nói, nhất định là một tin tốt cực lớn. Nếu em có hứng thú thì có thể trò chuyện với bọn họ về việc hợp tác. Tiêu Chính Văn tỉnh bơ nói. Em biết, nhất định là nhờ anh. Trong phút chốc, Khương Vi Nhan nhớ đến cuộc gọi của Tiêu Chính Văn vào xế chiều hôm nay. Hạnh phúc tuyệt đối không bất ngờ ập đến, nhất định là do Tiêu Chính Văn ở phía sau âm thầm ủng hộ cho cô. Đừng suy nghĩ nhiều, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên là ông trùm lớn trong ngành, có thể chọn chúng em, điều này nói rõ năng lực của em vô cùng xuất sắc, đáng giá để bọn họ tin cậy. Lái xe về nhé, Nana mệt rồi. Tiêu Chính Văn nhìn Nana đang ngủ say trong lòng mình, nói. Cùng lúc đó, bên phía hội trưởng Lý cũng nhận được thông báo của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên, thông báo rằng Leslie Chen sẽ mở cuộc họp báo công khai ký hợp đồng vào 3 giờ chiều mai ở trung tâm hội nghị và triển lãm Hiệp hội Y Dược Giang Trung. Còn nội dung cụ thể là gì thì lại không đề cập một chữ. Nhận được tin tức này, hội trưởng Lý ôm tâm trạng vô cùng kích động, kính thất trưởng lão ba ly lớn. Đến khi hội trưởng Lý nói ra chuyện tập đoàn Y Dược Mỹ Liên sắp cử tổ chức buổi ký kết hợp đồng, trong lòng thất trưởng lão giấy lên chút bất an mơ hồ, bởi vì bên phía Dược Vương Cốc không hề có chút động tĩnh nào cả. Nghi thức ký hợp đồng quan trọng như vậy, bên phía Dược Vương Cốc không thể nào không cử người tới tham gia. Mặc dù ông ta cũng là một trong những trưởng lão của Dược Vương Cốc nhưng lời nói không đủ trọng lượng, chuyện lớn như vậy thì ít nhất phải cử đại trưởng lão đích thân tới. Uống ly rượu cuối cùng, thất trưởng lão bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhắn tin tức hỏi thăm Dược Vương Cốc, nhưng câu trả lời lại càng khiến trong lòng thất trưởng lão thêm bất an. Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên không hề thông báo cho Dược Vương Cốc cử người đến ký hợp đồng. Chẳng lẽ Leslie Chen biết mình ở Giang Trung? Ừ, chắc là như vậy, có lẽ họ thấy mình cũng có thể đại diện cho Dược Vương Cốc. Hai, những người ngoại quốc này làm việc hấp tấp thật đấy. Chuyện quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải lên tiếng chào hỏi với bên Dược Vương Cốc chứ. Sáng sớm hôm sau, Khương Vi Nhan đứng trước tủ quần áo, thay một bộ trang phục công sở màu trắng, nhìn trong gương ngắm nghía một hồi, nghiêng đầu thấy Tiêu Chính Văn mới rửa mặt xong. Chồng ơi, anh thấy em mặc bộ này đẹp hơn hay bộ màu đen kia ổn hơn? Hiển nhiên Khương Vi Nhan vẫn chưa hoàn toàn vừa lòng với lối ăn mặc của mình. Dù sao cũng sắp gặp mặt đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên, đối với công ty Vi Nhan mà nói thì điều này là chuyện lớn có liên quan đến việc sống còn. Anh thích bộ màu đỏ này hơn. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ ngủ sexy trong tủ quần áo. Ôi chao, chồng này, người ta đang hỏi ý kiến anh mà. Có thể khiến bọn họ quyết định hợp tác với em, không phải do em mặc gì mà bởi vì thực lực của em. Tiêu Chính Văn mỉm cười cổ vũ Khương Vi Nhan. Được rồi, vậy bộ này đi, anh sẽ đi cùng em chứ, em đi một mình cứ thấy hoang mang trong lòng. Khương Vi Nhan kéo tay Tiêu Chính Văn nói. Được. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, ngay sau đó đổi một bộ đồ thường ngày, đi với Khương Vi Nhan đến phòng làm việc từ sớm. Khương Vi Nhan mặc trang phục công sở màu trắng, chân đi giày cao gót phấn hồng, thoạt nhìn, khí chất đoan trang nhã nhặn, lại trang điểm nhẹ. Càng giống như đóa phù dung dưới nước, xinh đẹp nhưng không mất phần trang trọng. Còn 5 phút nữa mới đến 9 giờ, trợ lý đột nhiên chạy vội vào phòng làm việc, nói, sếp Khương. Đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên, đến rồi. Tâm trạng trợ lý kích động hết sức báo cáo với Khương Vi Nhan, hai mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Đưa họ đến phòng làm việc chờ tôi lập tức đến ngay. Khi chuyện này cận kề, Khương Vi Nhan ngược lại không còn căng thẳng. Thấy Khương Vi Nhan bình tĩnh như thường lệ, Tiêu Chính Văn tán thưởng nói, thế mới đúng chứ, là bọn họ chủ động muốn hợp tác với chúng ta, khí thế không thể thua được. Em nghe anh. Khương Vi Nhan vừa nói vừa khoác tay Tiêu Chính Văn đi về phía phòng họp. Cửa phòng họp mở ra, hai người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục, trong tay đang cầm một phần hợp đồng, đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan mở cửa đi vào, hai người vội vàng đứng lên nói, anh Tiêu, cô Khương, xin chào hai người. Sau khi mọi người bắt tay xong thì cùng ngồi xuống. Một người đàn ông trẻ tuổi mang dáng vẻ của người Hoa Quốc đứng lên nói, tôi là đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên,
tên tôi là Leslie Chen, đây là thỏa thuận hợp tác mà chúng tôi đã định ra, mời hai vị xem qua. Khương Vi Nhan nhận lấy thỏa thuận hợp tác, cẩn thận lật ra nhìn. Cô Khương, nếu không có gì thắc mắc nữa thì bây giờ, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng ngay. Dựa theo yêu cầu từ trụ sở tập đoàn, sau khi ký kết hợp đồng xong, chúng tôi còn phải sắp xếp cuộc họp ký kết nên thời gian rất gấp. Leslie Chen mỉm cười nói. Khương Vi Nhan nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận hợp tác, càng xem, đôi lông mày càng nhíu chặt, đến cuối cùng, cô nhướng mày nói, thật xin lỗi, tôi không thể ký vào bản thỏa thuận hợp tác này được. Chương 1092, lễ ký hợp đồng. Không thể ký ư? Leslie Chen và thư ký đều sửng sốt. Những điều kiện họ đưa ra cho tập đoàn Vi Nhan không thể tốt hơn được nữa, thật sự có thể dùng từ có thể khiến cho người ta phải sợ hãi để miêu tả. Nếu các tập đoàn y dược khác nhìn thấy hợp đồng này, chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ. Vậy mà Khương Vi Nhan lại nói với họ là không thể ký ư. Vậy sau khi quay về họ biết phải ăn nói thế nào đây? Hả, sếp Khương, hợp đồng mà chúng tôi đưa ra có chỗ nào không thỏa đáng sao? Nếu cô có yêu cầu gì thì có thể nêu ra. Leslie Chen mỉm cười, nói với vẻ lấy lòng. Tiêu Chính Văn cũng liếc nhìn Khương Vi Nhan với vẻ hơi khó hiểu. Anh không cần xem bản hợp đồng này cũng biết nội dung cụ thể bên trong có những gì. Khương Vi Nhan không có lý do gì để không đồng ý. Thật ra, điều kiện anh đưa ra rất tốt, có thể nói là không có chỗ nào để tôi có thể bắt bẻ. Tuy nhiên, chính vì điều kiện quá tốt nên tôi mới không muốn ký. Khương Vi Nhan cắn môi nói. Nhìn thấy điều kiện tốt như vậy, Khương Vi Nhan nghĩ ngay đến lần trước, cũng là điều kiện tốt. Kết quả là cô suýt nữa đã rơi vào bẫy. Vì vậy, điều kiện càng ưu việt, trái lại, Khương Vi Nhan càng phải đặt dấu chấm hỏi trong lòng. Tôi, Leslie Chen nuốt nước bọt, không biết nên nói gì, thoáng chốc anh ta lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Tại sao anh lại cho chúng tôi những điều kiện tốt như vậy? Công ty của chúng tôi không có gì hơn người cả. Tiêu Chính Văn vừa giúp Khương Vi Nhan nêu ra câu hỏi trong lòng, vừa nhắc nhở Leslie Chen. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi vậy, Leslie Chen lập tức hiểu ra, anh ta mỉm cười, nói, anh Tiêu, thực ra, tập đoàn y dược Mỹ Liên chúng tôi vô cùng có hứng thú với loại thuốc điều trị cao huyết áp do công ty anh nghiên cứu và phát triển. Đáng tiếc là có một số loại thuốc Hoa Quốc không cho phép xuất khẩu, mà lần này, sở dĩ chúng tôi đến Giang Trung là vì chúng tôi hy vọng thông qua việc hợp tác với công ty của các anh, thuận lợi xuất khẩu loại thuốc này ra nước ngoài. Quả thực đúng như Leslie Chen nói. Ở nước ngoài hầu như không có loại thuốc nào mang lại hiệu quả rõ ràng như vậy, nếu loại thuốc hạ huyết áp này có thể mở rộng tiêu thụ sang phương Tây, nó sẽ gây xôn xao trong lĩnh vực y dược. Đến lúc đó, tiền sẽ giống như mọc thêm cánh mà bay về công ty của họ. Loại thuốc hạ huyết áp nào? Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, hình như lý do này vẫn chưa đủ để chiếm được lòng tin của Khương Vi Nhan. Đúng vậy, sếp Khương, thứ chúng tôi muốn không chỉ là thuốc. Mà chúng tôi càng hy vọng sếp Khương có thể chia sẻ công thức của loại thuốc này với chúng tôi. Tôi nghĩ cô cũng biết rõ số lượng bệnh nhân cao huyết áp ở phương Tây nhiều vô kể, gần như hầu hết mọi người đều mắc bệnh này ở độ tuổi 40, nhưng cho đến nay, chưa có loại thuốc nào trên thế giới có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này trong thời gian ngắn như loại thuốc do công ty cô phát triển. Do đó, chúng tôi hy vọng được chia sẻ thị trường quốc tế với sếp Khương, tất cả lợi nhuận có được. Hai công ty chúng ta mỗi bên một nửa, tuyệt đối sẽ không để cho sếp Khương phải chịu một chút thiệt thòi nào, cô thấy được không? Leslie Chen nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt sáng rực. Dù thế nào anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà tập đoàn y dược Mỹ Liên đã giao. Nếu không, anh ta không chỉ mất việc, mà thậm chí còn có thể mất mạng. Chia sẻ công thức có thể nói là một điều cấm kỵ lớn trong lĩnh vực y dược. Bất kỳ loại thuốc nào có tác dụng chữa bệnh rõ ràng đều có công thức vô cùng bí mật, thậm chí có một số loại thuốc còn bị Hoa Quốc khóa chặt, không một ai được phép tiết lộ công thức. Khương Vi Nhan cau mày suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới gật đầu đồng ý. Thực ra, loại thuốc hạ huyết áp này đã không còn là mẫu mới nhất nữa, hiện giờ, Thanh Vân Tông đã phát triển một sản phẩm mới hơn và đang chuẩn bị tung ra thị trường toàn quốc. Chỉ có điều... Lệnh cấm vận toàn diện của Dược Vương Cốc khiến tất cả các bước phải tạm hoãn lại. Được rồi, tôi đồng ý chia sẻ phương thuốc với công ty anh. Thấy Khương Vi Nhan gật đầu đồng ý, Leslie Chen xúc động đứng lên,
nắm chặt tay Khương Vi Nhan và nói, thật sự rất cảm ơn. Sếp Khương, cô là người bạn chân thành nhất của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên chúng tôi. Thư ký của Leslie Chen vội vàng lấy máy tính xách tay, nhập thêm những nội dung mà Leslie Chen vừa nói vào hợp đồng, in lại một bản mới rồi đưa cho Khương Vi Nhan. Chồng ơi, anh thấy sao? Khương Vi Nhan ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 1093 chúng tôi làm theo như vậy là được. Anh nghĩ có thể ký được rồi, hơn nữa điều kiện của đối phương đưa ra thực sự rất tốt. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Thấy Tiêu Chính Văn không phản đối, Khương Vi Nhan mới cầm bút ký tên của cô và đóng dấu của công ty, sau đó mới đưa hợp đồng cho Leslie Chen. Cô Khương, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Leslie Chen đứng lên, vô cùng trịnh trọng bắt tay với Khương Vi Nhan. Trước khi đi, anh ta còn dặn Khương Vi Nhan tuyệt đối đừng quên đến Hiệp hội Y Dược để tham dự lễ ký kết vào lúc 3 giờ chiều. Thực ra, mục đích của lễ ký kết chính là để tuyên bố với toàn bộ giới y dược ở Hoa Quốc việc tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đã có một đối tác duy nhất. Đồng thời, cũng đánh đòn tâm lý vào những công ty có ý định xấu với công ty Vi Nhan. Để cho thế giới bên ngoài biết rằng có một sếp lớn đứng sau công ty Vi Nhan, trước khi định dở trò gì với công ty Vi Nhan thì phải cân nhắc cho thật kỹ. Chồng ơi, có phải Leslie Chen này là do anh tìm đến không? Khương Vi Nhan nhìn chằm chằm bóng lưng của Leslie Chen và trầm ngâm nói. Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp, bất kể anh ta có phải do anh tìm được hay không, thì cũng nhờ năng lực cá nhân của em nên bọn họ mới cho chúng ta những điều kiện tốt như vậy. Những công ty lớn này chỉ quan tâm đến lợi ích, không quan tâm đến tình cảm đâu. Khương Vi Nhan mím môi cười rồi tiện tay cất bản hợp đồng quyết định vận mệnh tương lai của công ty Vi Nhan vào két sắt. Buổi chiều cùng ngày, thất trưởng lão, hội trưởng Lý và các ông chủ của một số công ty dược phẩm đã đến hội trường của Hiệp hội Y Dược từ sớm. Hợp đồng lần này của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên cứ dựa theo quyền lợi phân chia mà chúng ta đã bàn bạc trước đó, mọi người có ý kiến gì khác không? Thất trưởng lão híp đôi mắt già nua quét qua khuôn mặt của những ông chủ các tập đoàn Y Dược. Trước khi đi, thất trưởng lão đã phân chia rõ ràng miếng bánh lớn này. Dược Phương Cốc được hưởng 70%. Phần còn lại sẽ thuộc về các tập đoàn y dược này. Mặc dù mọi người đều bị ép buộc phải ký kết liên minh, nhưng tập đoàn y dược Mỹ Liên là kênh xuất khẩu duy nhất của họ, cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng họ cũng chỉ có thể đồng ý. Tất nhiên rồi, thất trưởng lão nói sao, chúng tôi làm theo như vậy là được. Đúng vậy, nếu không có Dược Phương Cốc, chúng tôi sẽ không thể có được hợp đồng của tập đoàn y dược Mỹ Liên. Chỉ là... lợi ích phía công ty Vi Nhan có thể chia cho chúng tôi thêm một chút không, ví dụ như những công thức điều chế mới được nghiên cứu chẳng hạn. Mấy ông chủ các tập đoàn y dược lấy lòng nói. Trên đường đến đây, việc phân chia công ty Vi Nhan đã được đề cập trong lời bàn bạc. Ừ, đến lúc đó sẽ xem biểu hiện của mấy người. Lúc này, các phóng viên địa phương ở Giang Trung đang vây quanh Leslie Chen và thư ký của anh ta, cùng bước vào hội trường. Cậu Leslie. Xin chào, tôi là thất trưởng lão của Dược Vương Cốc. Thất trưởng lão vội vàng đứng dậy nghênh đón, rất nhiệt tình bắt tay rồi nói với Leslie Chen. Chương 1094 cậu mới là đồ tiện nhân. Leslie Chen hờ hững bắt tay với thất trưởng lão, cố ý đứng cách xa ông ta một khoảng trống, mỉm cười nói, xin chào, đã lâu không gặp, ông vẫn khỏe mạnh như trước nhỉ. Ái chà, đều là nhờ phúc của cậu. Sao lần ký hợp đồng này lại đột nhiên như vậy? Thất trưởng lão khom người, cúi người gật đầu hỏi. Sắc mặt Leslie Chen trở nên u ám, cau mày nói, sao vậy, quyết định của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên chúng tôi còn phải nhận được sự đồng ý của Dược Phương Cốc à? Thất trưởng lão vội vàng lắc đầu, nói, không không không, ý tôi không phải như vậy. Vậy thì tốt, tôi phải đi qua bên kia rồi. Leslie Chen chỉ tay về hướng khán đài. Lễ phép khẽ gật đầu chào thất trưởng lão, rồi sải bước đi về phía trước. Ôi chao, xem kìa, chẳng phải là người của Dược Vương Cốc đấy sao, quen thân với đại diện của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên đến vậy. Không thì sao thất trưởng lão lại có lòng tin như thế chứ? Thật may là lúc đầu chúng ta quả quyết cắt đứt mọi quan hệ với tập đoàn Vi Nhan, nếu không thì thảm rồi. Mấy tổng giám đốc của những công ty y dược từng có quan hệ hợp tác với tập đoàn Vi Nhan thảo luận sôi nổi. Nghe thấy mọi người thảo luận,
trong lòng thất trưởng lão cũng không khỏi âm thầm đắc ý. Mặc dù ban nãy nói chuyện với Leslie Chen không vui lắm, nhưng cũng chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ. Trông dáng vẻ khách sáo của Leslie Chen dành cho mình, công ty được ký hợp đồng chắc chắn là Dược Vương Cốc, không thể nghi ngờ gì nữa. Hừ, tập đoàn Vi Nhan là cái thá gì? Dám chống lại Dược Vương Cốc thì chỉ có đường chết thôi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ giới y dược Hoa Quốc chỉ có Dược Vương Cốc thống trị, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Thất trưởng lão ngạo mạn hất mặt với mọi người, ngang nhiên lớn tiếng tuyên bố. Giờ phút này, người vui vẻ nhất đương nhiên là hội trưởng Lý. Nếu lần này Dược Vương Cốc ký hợp đồng thành công, công lao của ông ta cũng không thể thiếu, đến lúc đó, chức vị và cả sức ảnh hưởng của ông ta cũng như thuyền lên cao theo nước. Thất trưởng lão nói phải, theo như tôi thấy thì lát nữa khi lễ ký kết hợp đồng kết thúc, mọi người nên mở một buổi tiệc long trọng mời thất trưởng lão, để sau này Dược Vương Cốc có thể hợp tác với nhiều công ty y dược ở Giang Trung chúng ta hơn. Đề nghị này của hội trưởng Lý được rất nhiều tổng giám đốc các công ty y dược đồng ý ngay lập tức. Nhất là mấy tổng giám đốc công ty y dược suốt ngày vây quanh thất trưởng lão, lúc này đây lại càng dùng hết sức nịnh bợ. Đám người này, trừ việc gió chiều nào theo chiều ấy ra thì hầu như chả được tích sự gì, toàn tự cho rằng nịnh bợ Dược Vương Cốc thì công ty của bọn họ có thể tiến thẳng một đường, làm ăn phát triển. Đúng lúc ấy, cửa lớn hội trường lại mở ra, Khương Vi Nhan khoác tay Tiêu Chính Văn cùng nhau đi vào. Thấy hai bóng dáng không mấy hòa thuận với mình, mấy tổng giám đốc công ty y dược đều cau mày lại. Thất trưởng lão và hội trưởng Lý lạnh lùng cười khẩy, dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Hôm nay là lễ ký kết hợp đồng của tập đoàn y dược Mỹ Liên và Dược Vương Cốc, các người tới đây làm gì? Thất trưởng lão chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Đúng thế, tập đoàn Vi Nhan của các người sắp phá sản tới nơi rồi, đến đây góp vui làm gì? Lúc này mới biết tới nhận lỗi, có phải đã quá muộn rồi không? Nếu quỳ xuống dập đầu mấy cái với thất trưởng lão, nói không chừng còn có thể để lại cho mấy người một bát canh đó. Đúng đúng đúng, phải bắt bọn họ dập đầu xin lỗi với thất trưởng lão. Hai, tôi nói này, mấy phóng viên bên kia, mau đến đây. Một tổng giám đốc tập đoàn y dược nào đó ngoắc tay, gọi mấy phóng viên của đài truyền hình Giang Trung tới. Sao nào, ngay trước mặt truyền thông, dập đầu nhận sai với thất trưởng lão, chúng tôi nể mặt thất trưởng lão, cũng sẽ tha cho công ty các người một con đường sống, thế nào? Ông là... Tiêu Chính Văn lạnh lùng đánh giá gã đàn ông trung niên kia. Tổng giám đốc công ty y dược Kiện Nhân, Hứa Kiện. Gã tổng giám đốc của tập đoàn y dược kia chắp tay sau lưng, mặt đầy vẻ ngạo nghễ nói. Gã ta là một trong những người đầu tiên đoạn tuyệt mọi quan hệ với tập đoàn Vi Nhan. Nhìn thấy Dược Vương Cốc được ký kết hợp tác với tập đoàn Mỹ Liên nên gã ta mới nhảy ra lấy lòng thất trưởng lão. Ừ, đúng là người cũng như tên. Tên của công ty rất hợp với cách ông làm người. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười đáp trả. Cậu mới là đồ tiện nhân. Hứa Kiện dậm chân tức giận mắng. Mấy người phóng viên bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Tiêu Chính Văn nói cũng không sai, công ty này và tên của Tổng Giám Đốc thật sự rất xứng. Tiêu Chính Văn, còn 5 phút nữa là lễ ký hợp đồng chính thức bắt đầu, tôi cho các người thêm một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống. Dập đầu nhận sai với tôi. Có lẽ, nếu tâm trạng tôi tốt hơn thì còn có thể để lại cho các người một nửa thị trường phân phối. Đúng lúc ấy, thất trưởng lão chắp hai tay sau lưng đi ra từ trong đám người, trên mặt đầy vẻ kiêu căng, nói. Dù công ty chúng tôi phá sản thật đi nữa, ông cũng đừng hòng bắt chồng tôi xin lỗi ông. Người của Dược Vương Cốc các ông ngoài ỷ thế hiếp người ra thì còn biết cái gì. Dựa vào đâu mà bắt công ty chúng tôi nhường cho các ông một nửa thị trường phân phối chứ? Vừa mở lời, Khương Vi Nhan đã nói hết điều kiện hôm trước của thất trưởng lão ngay trước mặt các phóng viên và máy quay phim. Nghe xong giải thích của Khương Vi Nhan, rất nhiều phóng viên cau mày nhìn về phía thất trưởng lão. Điều này cũng thật quá đáng, có khác gì cướp giữa ban ngày đâu. Người ta không đồng ý thì phải bị cấm vận hoàn toàn à? Chương 1095 dựa vào đâu cơ chứ? Hừ, tranh giành việc lớn thì tranh bằng thực lực. Dược Vương Cốc chúng tôi dám nói như vậy chính là nhờ thực lực. Thất trưởng lão trợn mắt nhìn, nổi giận gầm lên. Đúng lúc này,
Leslie chen hắng giọng, cầm micro nói, mọi người yên lặng đi, sau đây, lễ ký hợp đồng chính thức bắt đầu, xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vi Nhan, cô Khương Vi Nhan. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Hừ, thất trưởng lão quá tức giận nên không thèm nghe rõ cái tên mà Leslie Chen vừa nói tới là ai, ông ta quay đầu, nhếch cái miệng rộng, chắp hai tay sau lưng, bước về phía khán đài. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn cũng cùng đi đến sân khấu. Cô đến làm gì, người ta mời tôi, không phải mời loại. Thất trưởng lão còn chưa nói xong thì đã thấy Leslie Chen cau mày, nhìn chằm chằm thất trưởng lão, nói thất trưởng lão, có phải ông lớn tuổi nên tai điếc rồi không? Dược Phương Cốc có nhiều bài thuốc bí truyền như vậy mà không chưa khỏi bệnh tai cho ông à? Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên chúng tôi định ký hợp đồng với công ty Vi Nhan, ông lên đây góp vui làm gì? Không chỉ trong đầu thất trưởng lão kêu ong ong mấy tiếng, ngay cả các tổng giám đốc của mấy công ty y dược vốn ôm cái chân to của thất trưởng lão cũng trợn tròn mắt. Tập đoàn Y Dược Mỹ Liên muốn ký hợp đồng với công Vi Nhan ư? Dựa vào đâu cơ chứ? Lúc này, mặt mũi thất trưởng lão đỏ lên trông chẳng khác gì mông khỉ. Mấy phút trước, ông ta vẫn còn huênh hoang ngạo mạn, kết quả chỉ mấy phút sau đã bị vả vào mặt một cái thật đau. Bây giờ, thất trưởng lão thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thất trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại là công ty Vi Nhan mà không phải là Dược Vương Cốc? Đúng vậy, có phải Leslie Chen đọc sai tên không? Cậu ta sống ở nước ngoài đã lâu, có thể không đọc hiểu được chữ Hoa Quốc nhỉ? Thất trưởng lão, chuyện này. Sắc mặt của hội trưởng Lý càng khó coi hơn so với bất kỳ ai, rõ ràng muốn ra oai phủ đầu với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, tại sao lại bị tát ngược lên mặt mình rồi? Cô Khương, phía trước có bậc thềm, hãy chú ý bước chân. Leslie Chen lịch sự nói. Đến sân khấu chính, Tiêu Chính Văn buông bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan ra và ra hiệu cho cô lên sân khấu một mình. Khương Vi Nhan quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt hơi căng thẳng, sau khi hít một hơi thật sâu, cô mới bước lên bậc thềm. Nhiệt liệt chào mừng cô Khương. Leslie Chen là người đầu tiên vỗ tay. Lúc Khương Vi Nhan bước lên bậc thềm, rồi bắt tay với Leslie Chen, tất cả phóng viên đều đồng loạt chĩa máy ảnh và máy quay lên người Khương Vi Nhan, để ghi lại khoảnh khắc lịch sử của ngành y dược ở Hoa Quốc này. Đợi đã! Lúc đôi bên ngồi xuống chuẩn bị trao đổi bản hợp đồng thì một giọng nói bất hòa đột ngột vang lên từ phía dưới. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy thất trưởng lão và hội trưởng Lý đang bước lên sân khấu với vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn họ thà gây rối phá hỏng buổi lễ ký kết hợp đồng ngày hôm nay, chứ nhất định không thể để công ty của Khương Vi Nhan trở thành đối tác duy nhất của tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Thất trưởng lão vênh mặt, vác cái bụng phệ bước lên bục, nói với Leslie Chen, tôi muốn hỏi cậu Leslie Chen vài vấn đề. Leslie Chen nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, nói, ồ, có vấn đề gì thì ông cứ nói. Tôi nhớ là tập đoàn Y Dược Mỹ Liên luôn nói rằng chỉ chọn đối tác có thực lực. Không sai chứ? Thất trưởng lão thở hổn hển hỏi. Tình huống này xuất hiện tại buổi ký kết hợp đồng, đương nhiên đám phóng viên sẽ không bỏ qua. Một vài phóng viên của đài truyền hình tỉnh còn cầm micro leo thẳng lên sân khấu, đưa sát vào miệng thất trưởng lão. Leslie Chen khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên chúng tôi hợp tác với những tập đoàn mạnh. Chính vì sức mạnh toàn diện của tập đoàn Vi Nhan, nên ban lãnh đạo cao cấp của công ty chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc ký hợp đồng với tập đoàn Vi Nhan. Trước sự chứng kiến của 20-30 phóng viên, Leslie Chen ca ngợi năng lực cá nhân của Khương Vi Nhan một lần nữa. Thất trưởng lão và hội trưởng Lý càng nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi. Tốt, tốt lắm. Chương 1096 lần này xong đời hết rồi. Thất trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cậu nói tập đoàn Vi Nhan có thực lực, vậy thì tôi hỏi cậu, Dược Phương Cốc chúng tôi có chỗ nào không bằng con danh này chứ? Dược Phương Cốc chúng tôi có không dưới 3.000 công thức điều chế thuốc bí ẩn trên thế giới, 1-200 phương thức thần kỳ được lưu truyền. Nếu nói về tài nguyên dược liệu thì ở Hoa Quốc này, ai có thể sánh được với Dược Phương Cốc chúng tôi chứ? Thất trưởng lão cao giọng nói. Lập tức nhận được sự ủng hộ của Tổng Giám đốc của các tập đoàn y dược khác.
đặc biệt là Hứa Kiện ông chủ của tập đoàn Y Dược Kiện Nhân, cũng lớn tiếng chất vấn thất trưởng lão nói đúng. Nếu cậu nói tập đoàn Vi Nhan có năng lực, vậy thì cậu thử nói xem bọn họ có năng lực gì. Đúng vậy, chúng tôi không phục. Tổng giám đốc của các tập đoàn y dược khác cũng hùa theo. Bọn họ đã đắc tội lớn với tập đoàn Vi Nhan, nếu lần này thất trưởng lão không thể ký hợp đồng thì công ty của bọn họ đều sẽ phải chịu tổn thất lớn. Hừ, Leslie Chen cười giễu cợt, chắp tay sau lưng nhìn đám phóng viên dưới sân khấu, mọi người cũng nghi ngờ chuyện này nhỉ. Rằng tại sao tập đoàn y dược Mỹ Liên chúng tôi lại chọn một tập đoàn mới thành lập chưa đến nửa năm như tập đoàn Vi Nhan để hợp tác, đúng không? Đám phóng viên dưới sân khấu cũng lần lượt gật đầu, trong có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Được rồi, vậy tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi thành lập, tập đoàn Vi Nhan đã tung ra một loại thuốc hạ huyết áp có tác dụng lâm sàng cực kỳ tốt, sau đó lại đưa ra 6 loại thuốc có tác dụng với bệnh phong thấp xương khớp. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, 15 loại thuốc hoàn toàn mới đã lần lượt được sản xuất. Đây lẽ nào không phải là có thực lực sao? Thử hỏi xem Dược Vương Cốc tồn tại bao nhiêu năm và tập đoàn Vi Nhan đã tồn tại bao lâu? Nếu như so sánh về thời gian thì ai là người có thực lực hơn? Lời giải thích ngắn gọn xúc tích của Leslie Chen khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Dược Vương Cốc đã tồn tại ít nhất hàng nghìn năm, nếu tập đoàn Vi Nhan cũng có thể tiếp tục phát triển hàng nghìn năm thì sao? Với tốc độ 15 loại thuốc mới trong vòng nửa năm, thì một năm sẽ là 30 loại mới, 1.000 năm sẽ là 30.000 loại mới. So với hàng ngàn đơn thuốc mà thất trưởng lão nói tới thì chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Tôi không phục, bây giờ Dược Vương Cốc chúng tôi có thể lấy ra 500 công thức bí mật để hợp tác với tập đoàn Y Dược Mỹ Liên. Thất trưởng lão giận suýt hộc máu, tập đoàn Vi Nhan có thể so sánh với Dược Vương Cốc bọn họ sao? Bọn họ là tông môn kế thừa ngàn đời. Còn tập đoàn Vi Nhan chỉ là một công ty nhỏ trên thế giới. Điều này vốn dĩ không thể so sánh được. Dược Vương Cốc có thể tồn tại hàng nghìn năm, tập đoàn Vi Nhan sao có thể tồn tại hàng nghìn năm chứ? Và lại, có chuyện làm ăn nào có thể kéo dài hàng nghìn năm chứ? Đây rõ ràng là cãi bừa. Thất trưởng lão muốn chứng minh thực lực của Dược Vương Cốc sao? Thật đáng tiếc, mấy công thức bí mật của các người không đáng giá dù chỉ một xu. Leslie Chen lắc ngón tay, nói với vẻ khinh thường. Phụt! Thất trưởng lão tức đến mức phun ra một ngụm máu. Phương thuốc của Dược Vương Cốc đều là phương thuốc bí mật không bao giờ truyền ra ngoài, vậy mà Leslie Chen lại nói chúng vô giá trị. Cậu nói láo. Thất trưởng lão mở trừng mắt quát lớn. Hừ, tôi nói láo sao? Lấy dữ liệu thử lâm sàng về thuốc của các người cho tôi xem, thuốc được sản xuất ở đâu, cho bao nhiêu người dùng thử. Hiệu quả thế nào? Có tác dụng phụ không? Nếu ông trả lời được một ý nào trong số mấy câu hỏi đó thì coi như tôi nói sai. Leslie Chen chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng chất vấn. Cậu! Thất trưởng lão vô cùng tức giận, đó đều là phương thuốc bí mật, sao có thể đem ra thử nghiệm lâm sàng chứ? Thất trưởng lão, ông không sao chứ? Hội trưởng Lý thấy thất trưởng lão ôm ngực, sắc mặt tím tái, môi nhợt nhạt. Liền vội vàng chạy lại đỡ thất trưởng lão. Bảo vệ đâu, bảo vệ, mau lôi đám người ngỗ ngược này ra ngoài. Leslie Chen chỉ tay vào đám người thất trưởng lão dưới sân khấu, quát lớn. Nghe xong, thất trưởng lão lại tức giận nôn ra máu ngay tại chỗ, ánh mắt cay nghiệt nhìn Leslie Chen, nghiến răng nghiến lợi nói, các người sẽ phải hối hận. Hừ, hối hận sao, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên chúng tôi chưa từng làm việc gì phải hối hận. Nói xong, Leslie Chen lại ngồi về chỗ trên sân khấu, nói vào micro, thông báo một quy tắc mới, đó là sau này tất cả thuốc tiêu chuẩn xuất khẩu từ Hoa Quốc ra nước ngoài sẽ do tập đoàn Vi Nhan quyết định. Chỉ những loại thuốc đạt tiêu chuẩn của tập đoàn Vi Nhan mới được tập đoàn Y Dược Mỹ Liên chấp nhận. Ngoài ra, trên mỗi hộp bao bì dược phẩm đạt tiêu chuẩn phải dán nhãn kiểm tra của tập đoàn Vi Nhan, nếu không, tập đoàn Y Dược Mỹ Liên sẽ không chấp nhận. Cái gì? Sao có thể? Hứa Kiện nghe thấy vậy liền ngồi sụp xuống đất. Trời ơi, vậy chẳng phải đã đắc tội với tập đoàn Vi Nhan thì đồng nghĩa với việc phá sản sao? Xong đời rồi, lần này xong đời hết rồi. Tổng giám đốc của mấy tập đoàn y dược khác dưới sân khấu cũng đồng loạt kêu than.
Chương 1097, cấm vận dược Vương Cốc. Tiếp theo mời cô Khương Vi Nhan lên phát biểu. Dứt lời, Leslie Chen đưa micro cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhìn lướt qua từng gương mặt của các tổng giám đốc tập đoàn y dược bên dưới, cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi của mấy người này. Tiêu Chính Văn gật đầu với Khương Vi Nhan tỏ ý cô không cần e dè. Lúc đầu mấy tập đoàn y dược này bắt tay với Dược Vương Cốc cấm vận tập đoàn Vi Nhan, họ lại không hề cảm thấy lo lắng gì, thì bây giờ Khương Vi Nhan cũng không cần phải lo lắng. Đầu tiên tôi rất vui khi được tập đoàn y dược Mỹ Liên công nhận, tôi rất vinh dự vì có thể hợp tác với tập đoàn y dược Mỹ Liên. Hôm nay tôi có mặt ở đây để trịnh trọng tuyên bố lệnh cấm vận Dược Vương Cốc và các công ty y dược có hợp tác làm ăn với Dược Vương Cốc. Cô vừa dứt lời, cả hội trường đều im phăng phắc. Mọi người không ngờ một người phụ nữ yếu đuối như Khương Vi Nhan lại nói ra mấy lời quyết đoán như thế. Hơn nữa vẻ mặt còn rất kiên quyết, không chừa đường lui cho đối phương. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào tiêu chuẩn xét duyệt xuất khẩu của tập đoàn y dược Mỹ Liên mà lầm, vì xuất khẩu mới là lĩnh vực thu được nhiều lợi nhuận nhất của công ty y dược. Thế nên các đơn vị tiêu thụ đều sẽ lấy tiêu chuẩn xuất khẩu để đưa ra tiêu chuẩn thống nhất trong các chuỗi bán lẻ dược phẩm. Không vượt qua được bước này của Khương Vi Nhan thì đồng nghĩa với việc bị các doanh nghiệp tiêu thụ dược phẩm trong nước từ chối. Không có đường tiêu thụ dược phẩm thì sẽ dẫn đến việc nhiều dược phẩm không được xuất ra. Cô Khương, xin hỏi cô không nghĩ làm thế là không thích đáng sao? Một phóng viên đứng lên hỏi. Dù sao Dược Vương Cốc cũng là ông lớn đứng sau giới y dược của Hoa Quốc, cấm vận Dược Vương Cốc chẳng phải hơi quá đáng rồi sao? Không thỏa đáng à, thế lúc Dược Vương Cốc cấm vận tập đoàn Vi Nhan chúng tôi, có phải anh cũng nghĩ không thỏa đáng không? Khương Vi Nhan đanh thép hỏi ngược lại. Phóng viên đó nghẹn họng, như thể Dược Vương Cốc cấm vận một công ty nhỏ là chuyện rất bình thường trong mắt mọi người. Tổng Giám đốc Khương, công ty chúng tôi lập tức chấm dứt mọi hợp tác với Dược Vương Cốc, mong cô có thể khoan dung với chúng tôi. Ông chủ tập đoàn y dược Kiện Nhân đứng bật dậy rồi chạy đến trước bục phát biểu cầu xin. Khương Vi Nhan lạnh lùng nhìn họ, sau đó lấy một tập báo trong túi sách ra nói, chiều hôm qua tôi đã cho đăng lên báo rồi, trừ khi thất trưởng lão của Dược Vương Cốc quỳ trước cửa công ty tôi cúi đầu xin lỗi. Các công ty y dược từng hợp tác với công ty Vi Nhan quỳ ở trước cửa công ty, nếu không thì sẽ không tha thứ. Bốn chữ cuối cùng khiến nhiều ông chủ tập đoàn y dược ở đó choáng váng. Thất trưởng lão lại nôn ra máu, đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn Khương Vi Nhan. Mau lên, truyền thêm ít máu cho vị này. Một nhân viên chỉ vào thất trưởng lão. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi mà ông lão này đã nôn ra máu hai lần. Nếu không truyền thêm máu vào thì sẽ hộc máu chết tại chỗ mất. Vài nhân viên cưỡng ép đưa thất trưởng lão ra ngoài. Cả quá trình ký kết hợp đồng kéo dài một tiếng đồng hồ mới thông báo kết thúc. Đợi phóng viên và các ông chủ tập đoàn y dược đi hết, cả người Khương Vi Nhan mềm nhũn suýt nữa ngã khuỵu trên ghế. Cảnh tượng lúc nãy quả thật khiến cô rất căng thẳng. Đối mặt với câu chất vấn của phóng viên, Khương Vi Nhan gần như lấy hết can đảm mới có thể nói được mấy lời đó. Leslie Chen cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy lời đáp trả lại thất trưởng lão đều do anh ta nhất thời bịa ra. Cũng may anh ta nắm bắt được điểm liên quan đến báo cáo thử nghiệm lâm sàng. Nếu không lời nói dối này sẽ rất khó xử lý sao cho ổn trước mặt nhiều phóng viên như thế. Vi Nhan, em không sao chứ? Tay Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lên vai Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan khẽ run rẩy, dường như có một dòng nước ấm dọc theo bàn tay Tiêu Chính Văn chảy vào người cô. Nhiều người quá, lúc nãy làm em sợ chết mất. Mặc dù đây không phải là lần đầu Khương Vi Nhan đối mặt với phóng viên, nhưng lại là lần đầu đối mặt với thái độ cứng rắn như vậy. Có đi thì phải có lại, nếu họ có thể cấm vận chúng ta thì chúng ta cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của bọn họ. Thế thường luôn có sự thay đổi. Tiêu Chính Văn cười nói. Chương 1098 hợp tác vui vẻ. Khương Vi Nhan gật đầu, siết chặt nắm đấm, khẽ cắn răng thầm khích lệ bản thân. Khương Vi Nhan, mày có thể làm được. Anh Tiêu, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay như vậy cũng có thể xem là ổn nhỉ.
Leslie Chen nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu xem như cho anh ta câu trả lời thỏa đáng. Leslie Chen mới thở phào nhẹ nhõm nói với Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, chúng tôi còn phải gấp rút trở về trụ sở chính báo cáo kết quả nhiệm vụ nên không thể ở lại, hy vọng sau này hai bên có thể hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Khương Vi Nhan vội vã đứng lên bắt tay nói tạm biệt với Leslie Chen. Bên này, thất trưởng lão vẫn chưa về đến Dược Vương Cốc thì tin tức đã truyền đến Dược Vương Cốc. Đại trưởng lão nghe tin dữ này thì suýt ngất tại chỗ. Các trưởng lão khác của phái cấp tiến cũng rụt cổ cúi đầu không nói gì. Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ cần an phận thủ thường, bảo vệ tốt số tài sản của Dược Vương Cốc là được. Còn các người thì sao, cứ đánh bên này, dẹp bên kia, kết quả ra sao? Ngay cả thị trường Giang Trung cũng chẳng thu được lợi ích gì, đã bị người khác cấm vận. Đại trưởng lão đau đầu nhức óc đập bàn nói. Đại trưởng lão, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để đối mặt với tình hình này. Lục trưởng lão than khóc nói. Cùng lúc tin tức được truyền đến thì đã có hàng trăm doanh nghiệp y dược chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Dược Vương Cốc. Rất nhiều người trồng thuốc cũng tuyên bố rút khỏi liên minh người trồng thuốc của Dược Vương Cốc. Tin tức xấu cứ nối tiếp nhau như bông tuyết truyền đến, Dược Vương Cốc có nguy cơ bị đỉnh Thái Sơn đè bẹp. Mất đi nguồn tài chính từ bên ngoài, Dược Vương Cốc lấy gì nuôi sống nhiều người như vậy đây? Chúng ta phải cử người đến tập đoàn Vi Nhan thương lượng mới được. Tôi nghĩ dù họ có mạnh tay thì cũng không dám làm thật, cả Hoa Quốc này ai cũng biết đến thế lực của Dược Vương Cốc. Tam trưởng lão đập bàn đứng dậy nói. Tất nhiên phải đàm phán rồi, vấn đề là ai đi đây, đàm phán thế nào? Chuyện này tuyệt đối không thể bảo ông thất đi được nữa, phải đổi người khác, thậm chí có thể cho đối phương một chút lợi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Tôi đi. Tôi đi. Vài trưởng lão đồng loạt giơ tay lên tỏ ý muốn đến công ty Vi Nhan một chuyến. Thật ra đám người này đa số đều có suy nghĩ giống tam trưởng lão, cứ nghĩ Khương Vi Nhan tuyệt đối không dám cấm vận Dược Vương Cốc thật, cô chỉ nói đùa thôi. Cùng lắm thì nói mấy câu cứng rắn, lúc đó cho cô vài lợi ích, chuyện này sẽ êm xuôi. Ông Ngũ, ông đi đi, nhưng thái độ phải thành khẩn vào. Đại trưởng lão nói với vẻ sâu xa. Nghe thế Ngũ trưởng lão vỗ ngực nói, yên tâm đi. Tôi đảm bảo sẽ bắt con đàn bà đê tiện Khương Vi Nhan phải đó rút lại những quyết định đã ban hành. Chương 1099 bảo vệ quèn ư. Sáng sớm hôm sau, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn vừa đến công ty, Tô Tĩnh đã đẩy cửa bước vào, nói với sắc mặt rất khó coi, thưa sếp Khương, anh Tiêu, hội trưởng Lý và một số người của Dược Vương Cốc đã xông vào công ty từ sáng sớm, còn đánh bị thương một nhân viên của chúng ta. Bây giờ họ vẫn đang làm ầm ĩ đòi gặp hai người đấy. Cái gì? Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ai đã bị thương? Còn ai vào đây nữa ạ? Lưu Đông nhân viên bảo vệ của công ty, chỉ vì ngăn cản không cho bọn họ vào, kết quả là bị thuộc hạ của người được gọi là Ngũ trưởng lão đẩy vào vách tường, và đập mạnh đến mức vỡ cả đầu. Tô Tĩnh vô cùng tức giận nói. Mau dẫn tôi đi xem thử. Tiêu Chính Văn đứng dậy đi ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng. Khương Vi Nhan cũng đi theo sau, nhìn thấy có mấy nhân viên đang giúp Lưu Đông băng bó vết thương. Đồng phục bảo vệ của cậu ta dính đầy máu, xem ra cậu ta bị va đập không nhẹ. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt Lưu Đông nghiêm mặt hỏi. Anh Tiêu, tôi không sao, tuyệt đối đừng vì tôi mà. Tôi hỏi cậu có chuyện gì? Trong mắt Tiêu Chính Văn bắn ra hai tia sáng, anh lạnh giọng hỏi. Lưu Đông nuốt nước bọt rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Buổi sáng khi công ty vừa mở cửa, đám người Ngũ trưởng lão, hội trưởng Lý đã đòi xông vào bên trong, còn gây ầm ĩ, bắt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ra ngoài, xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho họ. Lưu Đông bước lên ngăn cản, nói rằng anh Tiêu và Tổng Giám Đốc Khương vẫn chưa tới, bảo họ đợi một lát rồi quay lại. Hơn nữa, mới sáng sớm, đã làm ầm ĩ trước cổng công ty như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Kết quả, cậu ta vừa dứt lời,
thì một người đàn ông mặc áo đen phía sau ngũ trưởng lão đã giơ chân đá vào ngực cậu ta. Cơ thể Lưu Đông ngã về phía sau, vừa hay va vào vách tường, sau đầu bị va đập tạo thành một lỗ lớn, chảy rất nhiều máu. Khi ngũ trưởng lão lên lầu, ông ta còn chỉ vào mũi của Lưu Đông rồi nói, lát nữa sẽ cho cậu ta được đẹp mặt. Lưu Đông, đi theo tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói một câu, rồi xoay người, đi về phía phòng tiếp khách. Người của Dược Vương Cốc thật sự rất quá đáng, họ coi đây là nhà của mình sao? Thấy Lưu Đông vẫn do dự, Khương Vi Nhan bước lên kéo lấy góc áo Lưu Đông rồi nói, đi, tìm bọn họ nói chuyện phải trái, cậu sợ gì chứ, là bọn họ ra tay trước mà. Sếp Khương, vì một nhân viên tép siêu như tôi mà gây ra phiền phức lớn như vậy cho công ty, tôi đã rất có lỗi với chị và anh Tiêu rồi. Lưu Đông nói với vẻ cam chịu. Vừa nhìn đám người ngũ trưởng lão và hội trưởng Lý, đã biết bọn họ không phải người lương thiện gì, bản thân chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Vớ vẩn, cậu không làm gì sai, bọn họ dựa vào đâu mà đánh người? Chẳng lẽ người của Dược Vương Cốc thì cao hơn người ta một bậc hay sao? Lập tức đi theo tôi. Khương Vi Nhan cau mày nói. Thấy vậy, Lưu Đông đành phải đi theo Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đến phòng tiếp khách. Lúc này, hội trưởng Lý đang nói chuyện với ngũ trưởng lão bằng vẻ mặt nịnh nọt, tôi nói này, hai kẻ đê tiện Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Đừng nói bây giờ hắn đã không còn là vua Bắc Lương nữa, cho dù hắn vẫn là vua Bắc Lương thì thế nào chứ? Dược Vương Cốc vẫn là ông lớn đứng đầu trong lĩnh vực y dược của Hoa Quốc chúng ta. Khi nghe những lời hoa mỹ này của ông ta, ngũ trưởng lão bèn đắc ý nói, đúng vậy, tôi không tin, Khương Vi Nhan thật sự dám. Dầm. Ngũ trưởng lão còn chưa nói xong, cửa phòng tiếp khách đã bị đẩy mạnh ra. Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt đám người ngũ trưởng lão với vẻ mặt lạnh như băng, rồi chỉ vào Lưu Đông ở phía sau, hỏi ai đã đánh đầu cậu ta bị thương. Một người đàn ông mặc áo đen phía sau ngũ trưởng lão bước lên trước một bước, tỏ vẻ kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nói tôi đánh đấy. Thế nào hả, một nhân viên bảo vệ quen như hắn mà cũng dám ngăn cản ngũ trưởng lão của chúng tôi, đánh hắn có gì không đúng sao? Ngũ trưởng lão cũng liếc xéo Tiêu Chính Văn. Bảo vệ quen ư, chương 1100 quá ngông cuồng. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh đột nhiên cầm cây bút trên bàn lên rồi ném đi. Vụt một tiếng. Cây bút đâm thẳng vào đầu gối của người đàn ông mặc áo đen. Người đàn ông mặc áo đen quỳ một gối, dùng tay che đầu gối và hét thảm một tiếng như tiếng lợn bị chọc tiết. Tiêu Chính Văn, cậu dám. Ngũ trưởng lão thấy thuộc hạ của mình đã bị thương, lập tức đập bàn đứng lên. Hội trưởng Lý cũng chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn và nói, Tiêu Chính Văn. Mày thật quá đáng, thuộc hạ của ngũ trưởng lão mà mày cũng tùy tiện đánh được sao? Đừng nói là chỉ làm bị thương một nhân viên bảo vệ quèn của công ty các người, cho dù có đánh chết hắn thì mày có thể làm gì được? Có thể làm gì được ư? Tiêu Chính Văn giơ tay lên, ba cây kim châm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn, chuyển động vụt 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 theo ý nghĩ của anh. Ba cây kim châm xuyên thẳng qua giữa lông mày của người đàn ông mặc áo đen. Hắn chết tức tưởi ngay tại chỗ. Cả phòng tiếp khách bỗng im ắng lạ thường. Đám người hội trưởng Lý hoàn toàn không ngờ Tiêu Chính Văn lại quyết đoán như vậy, vừa vung tay lên đã lấy mạng thuộc hạ của ngũ trưởng lão. Tôi nói cho các người biết, ở chỗ này của tôi, bất kể là ai cũng không có đặc quyền, còn nữa, các người nhất định phải bồi thường vì đã đánh bị thương nhân viên của công ty chúng tôi, Dược Vương Cốc buộc phải xin lỗi nhân viên của công ty chúng tôi. Chuyện này không có chỗ để thương lượng. Tiêu Chính Văn nói năng dõng dạc. Ngông cuồng. Quá ngông cuồng. Giết người của Dược Vương Cốc, lại còn muốn Dược Vương Cốc phải xin lỗi ư. Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa giận trong lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Chính Văn, chuyện này tạm gác qua một bên, hôm nay tôi tới đây là muốn cậu phải đưa ra một lời giải thích. Ồ, muốn tôi giải thích ư? Giải thích gì cơ? Tiêu Chính Văn bước tới trước bàn, kéo ghế ngồi xuống, rồi lạnh lùng nhìn ngũ trưởng lão. Hừ, trong lễ ký kết ngày hôm qua,
bởi vì con đàn bà đê tiện đó đã công khai tuyên bố cấm vận Dược Vương Cốc chúng tôi, điều này đã gây tổn thất to lớn đối với danh dự của Dược Vương Cốc. Hơn nữa, có rất nhiều tập đoàn y dược đã chấm dứt hợp đồng với Dược Vương Cốc chúng tôi, công ty các người phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tổn thất này. Cuối cùng, Dược Vương Cốc hy vọng trong vòng 3 ngày công ty các người phải đăng báo để xin lỗi, đồng thời làm rõ sự việc. Ngũ trưởng lão vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đột nhiên đứng bật dậy, vừa vung tay đã giáng một cái tát cực mạnh vào mặt ngũ trưởng lão. Vừa nãy ngũ trưởng lão còn tỏ vẻ kiêu ngạo đã bị Tiêu Chính Văn tát một bạt tai văng ra hơn 4 mét, ngay cả bàn ghế bên cạnh cũng bị xô ngã. Tôi từng nói, ai dám xúc phạm vợ tôi sẽ giết kẻ đó. Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ cho ông, còn nữa, những lời tập đoàn Vi Nhan đã tuyên bố hôm qua không phải là chuyện đùa. Nếu thất trưởng lão của Dược Vương Cốc không dập đầu xin lỗi ở trước cửa tập đoàn Vi Nhan thì tập đoàn Vi Nhan sẽ cấm vận triệt để Dược Vương Cốc. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hắng giọng nói từng chữ một. Nghe vậy, ngũ trưởng lão đang nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, mày dám chịu trách nhiệm cho những lời mà mày vừa nói không? Mày muốn gây thù chuốc oán với Dược Vương Cốc thật sao? Chẳng phải đã gây thù chuốc oán từ lâu rồi à? Tiêu Chính Văn khinh miệt cười khẩy. Mấy thuộc hạ của ngũ trưởng lão vội vàng chạy tới, đỡ lấy ngũ trưởng lão từ dưới đất lên, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt tức giận, mặc dù bọn chúng rất muốn ra tay. Nhưng Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên, đã giết chết một người đồng bọn của chúng đâu còn dám tiến lên thêm nửa bước nào nữa. Tiêu Chính Văn, mày dám đánh tao ư? Chuyện hôm nay, Dược Vương Cốc của tao quyết không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Ngũ trưởng lão ôm lấy khuôn mặt sưng tấy của mình, hung ác nói. Cái tát này tuy không đau lắm, nhưng là một sự xúc phạm rất lớn. Khuôn mặt già của ông ta hơn 40 năm nay chưa từng bị tát lần nào. Không ngờ, sự tôn nghiêm mà ông ta gìn giữ hơn 40 năm lại bị Tiêu Chính Văn phá vỡ như vậy. Cút! Tiêu Chính Văn tức giận quát lên như sấm rền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.